xin được gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình chia sẻ trực tuyến của Trung tâm TMC Việt Nam ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chia sẻ của chúng tôi sẽ được tổ chức đều đặn vào tối thứ sáu hàng tuần và phát trực tiếp trên fanpage của Trung tâm cũng như trên kênh YouTube của VMC Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề rất thú vị, đó chính là đau đầu, say bấm ở đâu? Thưa quý vị và các bạn, đau đầu là một trong những vấn đề thường gặp trong xã hội ngày nay. Và theo một số nghiên cứu cho thấy, có đến 80% người có triệu chứng đau đầu và thường thì không đến bất kỳ một cơ sở y tế nào để kiểm tra cả. Nó có thể là một triệu chứng phổ biến, thường gặp, cũng có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh lý sâu ở bên trong, nhưng cũng có thể là do các cái yếu tố tác nhân ở bên ngoài không có bệnh lý mà gây ra. Và đa phần chúng ta thường bỏ qua nó. Nhiều người hiện nay khi đau đầu thì thường tự ý ra ngoài để mua thuốc để, hoặc là thuốc giảm đau để uống, hoặc là âm thầm chịu đựng để cơn đau qua đi mà không biết sau này có vấn đề gì đến sức khỏe của mình hay không. Và đôi khi chúng ta đang bỏ quên những mẹo nhỏ hữu ích để giúp giảm ngay những cơn đau hiệu quả tại nhà. Bởi có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự chủ động tìm hiểu căn nguyên cơn đau đó là do đâu, và vì sao nó lại đến, và làm như thế nào để giải quyết vấn đề đó. Và để có những kiến thức đầy đủ hơn về cái bệnh đau đầu này, thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành với chúng tôi để ngắm nhìn một bức tranh toàn cảnh về vấn đề này theo góc nhìn của y học cổ truyền kết hợp với công nghệ của y học hiện đại ạ. Trước khi vào cái chủ đề rất là thiết thực này, Thu Hằng xin nhắc lại thì đây là một chương trình chia sẻ giao lưu trực tuyến ạ. Vì vậy, tất cả quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì xin hãy vui lòng đặt câu hỏi tại mục chat ở trên phòng hội thảo ạ. Hoặc là quý vị cũng có thể comment ở trên video phát trực tiếp tại fanpage của Trung tâm VMC. Hoặc như quý vị cũng có thể gọi điện về hotline của chúng tôi theo số là 0966 000643. Bộ phận thư ký của chúng tôi sẽ tổng hợp các câu hỏi lại ạ. Và để buổi chia sẻ của chúng ta được thành công tốt đẹp, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ xin phép là tắt toàn bộ mic của quý vị. Và khi quý vị có chia sẻ nào về chủ đề này, thì khi đó chúng tôi xin phép là quý vị sẽ ấn vào nút giơ tay và sau đó tôi sẽ mời bộ phận tổ kỹ thuật có thể mở mic cho quý vị ạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ ở mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ mời đến những chuyên gia. Họ là những người sẽ trực tiếp đưa ra những giải đáp cũng như là những tư vấn về tất cả những cái thắc mắc về tình trạng bệnh lý của mình. Và ngày hôm nay với chủ đề này trong chương trình của chúng ta, xin được giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một vị bác sĩ khá là quen thuộc với chúng ta trong những số trước đây rồi. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền Lê Hải, cố vấn chuyên môn của Trung tâm VMC Việt Nam. Xin chào bác sĩ. Vâng, chào chị Hằng, chào tất cả mọi người. Dạ vâng ạ. Và xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến đau đầu thì có lẽ đây là một triệu chứng khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu, nhất là các bậc phụ huynh, những người lớn tuổi hay là chính những người trẻ tuổi như là dân văn phòng. Khi trái gió trở trời thì hoặc là khi chúng ta gặp những cái áp lực căng thẳng ấy thì cũng luôn khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đúng không ạ? Vậy thì lúc này đây, xin bác sĩ Lê Hải hãy cho tất cả mọi người được biết một cái định nghĩa dễ hiểu nhất về đau đầu là gì và nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề về đau đầu là như thế nào, có được không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, chào chị Hằng, chào tất cả mọi người. Thì có lẽ là mọi người vừa vào phòng Zoom thì cũng thấy cái video ấy, video nói về giới thiệu, đấy là video cũng rất là hay, nói về cấu trúc cơ thể chúng ta cũng như là ở các cái phân loại đau đầu đấy, đau đầu nguyên phát, đau đầu thứ phát đấy, rồi thì người hồi xưa thì người ta khoan cái lỗ ở đầu cái thứ đấy kinh khủng quá đấy, thì hồi xưa thì không biết cách nào cái đau đầu cứ phải thế thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là qua hai video đấy, chúng ta thấy là trong cơ thể chúng ta thứ nhất là rất là phức tạp, mọi các cái cơ quan bộ phận nó làm việc rất là chặt chẽ với nhau, chính vì thế đau đầu nó cũng thứ nhất là nó có cái từ đau, đau đấy, các bạn biết là trong cơ thể chúng ta nó phải có một, nó luôn luôn có một cái hệ thống cảnh báo, tức là và chúng ta cảnh báo bởi những cơn đau đó, thì những cơn đau đó nó là cái, nó bắt nguồn từ những cái kích thích, mà những cái tác nhân kích thích lên các cái đầu mút dây thần kinh, thì nó có thể ở trên da, ví dụ như là chúng ta cấu vào da chúng ta thấy đau, nó có thể ở trên khớp, đúng không ạ?
chúng ta bị viêm khớp, chúng ta thấy nhức khớp, hoặc là nó có thể ở trên cơ, chúng ta thấy mỏi cơ, căng cơ, chúng ta thấy đau cơ, hoặc là nó ở trong những cái vùng ở màng não, hoặc là những cái màng xương, các thứ, nó đều có những cái tổ chức là cảnh báo, là những cái nguy hiểm, đó là những cái thụ cảm đau. Hay nói cách khác là cái đầu tiên là đau đã. Đấy, mọi người hiểu đấy là chúng ta đau là bởi vì nó có một vấn đề gì đó thì nó mới đau. Đấy, không phải tự nhiên mà nó đau, đúng không ạ? Thứ hai, và thứ hai là đau đầu, thì có chữ đầu, tức là nó có ở vùng đầu. Vùng đầu thì có hai phần. Một là bởi vì cơ thể chúng ta nó mọi thứ liên quan với nhau. Chính vì thế mà có bộ phận nọ thì nó liên quan bộ phận kia. Ví dụ đau xoang, viêm xoang chúng ta đau đầu, đúng không ạ? Đau răng có khi cũng chạy lên đầu, đau vai gáy cũng lên đầu, đúng không ạ? Chúng ta thoát vị đệm nó cũng đau đầu. Đấy, chúng ta tăng huyết áp nó cũng đau đầu, đúng không ạ? Và chúng ta đặc biệt là những cái vấn đề về tâm lý, stress, căng thẳng các thứ, mất ngủ, thiếu máu nó cũng đau đầu hết đấy. Thì đấy là những cái tổng quan, tức là gì, ở những cái đầu của chúng ta nó có những cái vùng khác nó đi lên, hoặc là trực tiếp ở vùng đầu người ta đau nguyên phát, và có thể là đau, một trong những biểu hiện rất là một trong những mọi người vừa xem đó là cái đau nửa đầu, migraine ấy. Đấy, và đau đầu tension headache, tức là đau đầu do căng đầu đó, và một cái đau đầu cluster, tức là đau đầu từng điểm, nó thường là kèm theo những cái nhức mắt. Cái đấy á, những cái đau đầu này thì người Tây y thì giải thích rất là phức tạp, đúng không ạ? Giải thích rất là phức tạp. Còn Đông y thì giải thích cho đơn giản hơn rất là nhiều. Và có lẽ mọi người đây là buổi chia sẻ mà Lê Hải cũng muốn là có cơ hội để mà chúng ta trao đổi những cái hiểu biết với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là có cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ làm việc nó tốt hơn. Bởi vì khi mà tham gia cái chương trình này, chúng ta cũng rất nhiều các cái đối tượng khác nhau. Có thể là những cái người học y, đúng không ạ? Học Tây y thì muốn hiểu Đông y, hoặc là những người cũng không biết gì về y cả nhưng mà có những vấn đề về đau đầu hay là những vấn đề khác thì chúng ta cùng tham gia vào đây, hoặc là có những bạn đi chữa bệnh cho người khác, đúng không ạ? Có những là người cũng là thầy, là cô giáo, đúng không ạ? Chúng ta cũng đi chữa bệnh cho người khác và chúng ta cũng cùng nghe cái buổi chia sẻ như thế này. Đó, chính vì như thế mà Lê Hải cũng sẽ nói một cách nó rộng rãi, vừa tổng quan một chút mà vừa chi tiết một chút, để chúng ta có những cái nhìn nó dễ tiếp thu. Ví dụ như Đông y đau là do tắc nghẽn. Đấy, các bạn thấy là cứ tắc thì là đau, tức là gì, tắc ở đây ví dụ kinh mạch nó tắc. Đấy, trong kinh mạch là Đông y hay nói, mọi người nghe đấy, phạm như là khí huyết, đúng không ạ? Đấy, khí huyết tức là gì, thiếu oxy đến não nó tắc. Đấy, huyết tức là thiếu chất dinh dưỡng lên não nó tắc. Đó, các cụ ngày xưa định nghĩa rất là đơn giản như thế. Thứ hai là đấy là thân thể. Đông y luôn là hai phần âm dương. Dương là nhìn thấy là thân thể, âm là không nhìn thấy là tâm trí. Đấy, tắc về tinh thần là chúng ta cũng đau đầu. Đấy, tắc tinh thần ví dụ như là nghĩ mãi không ra việc là đau đầu, hoặc là dự định làm cái này mà làm lại không thành công nó đau đầu. Hoặc là chúng ta tưởng tượng nghĩ rằng chúng ta sẽ có được cái này nhưng mà chúng ta không có được, đúng không? Chúng ta cũng đau đầu. Đấy, hay nói khác là chúng ta có những cái mong muốn, dự định, có những cái tính toán, có những cái kế hoạch mà nó không thành công thì là chúng ta cũng đau đầu. Đấy, tức là một cách đơn giản thì có lẽ là Lê Hải thấy là theo cái quan điểm, cái cách nhìn của Đông y ấy, thì nó có vẻ là rất là dễ dễ dàng. Chứ mọi người thấy là ở đâu cũng thấy hình tròn âm dương, một âm một dương. Đấy, ở thời tiết thì có mặt trăng mặt trời đấy, đúng không ạ? Thì dương là những cái nhìn thấy được. Đấy, tổng kết là như thế. Tóm lại là thân thể tắc thì cũng đau, mà tâm trí tắc thì cũng đau. Đó, để đấy tổng quan thế. Vâng, chị Hằng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, chương trình của chúng ta là chương trình giao lưu trực tuyến và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề đau đầu, đúng không ạ? Vâng, thì hiện tại trên cái cửa sổ ô chat, bác sĩ cũng đã nhìn thấy cùng tôi, đúng không ạ? Chúng tôi đã nhìn thấy rằng là có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay rồi ạ. Và chúng tôi xin phép là bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt, chúng ta sẽ giao lưu được không ạ? Tôi thấy rằng là có một vài câu hỏi khá là hay liên quan chủ đề đau đầu ngày hôm nay ạ. Dị ứng thì không phải ạ, dị ứng không phải chủ đề ngày hôm nay đâu ạ. Vâng, viêm răng cũng không phải rồi. Có một câu của bạn Lã Thanh Hồng ạ. Tại sao khi tôi chỉ bị đau đầu xoa bóp trên đỉnh đầu thì ngay lập tức đầu không bớt đau mà còn bị thêm chóng mặt buồn nôn? Câu này bác sĩ có thể trả lời được không ạ? Vâng, một cái câu hỏi Vâng. rất là hay. Thứ nhất là phải nói là trong cái chương trình chia sẻ này á, thì Lê Hải muốn làm rõ những cái cơ chế bệnh tật, hay nói khác là muốn giúp chúng ta có cái nhìn về chính cơ thể chúng ta, đúng không ạ?
chứ không phải là chỉ chúng ta học mỗi xoa bóp bấm huyệt, đúng không ạ? Như thế thì đơn giản quá. Thì những cái buổi chia sẻ này, bởi vì cái mục đích của nó ấy, là với BMC ấy, là mong muốn là sẽ đem đến cho mọi người những cái kiến thức về chính cái cơ thể của mình đấy, hiểu biết cách dùng cái cơ thể như nào cho đúng, đúng không? Bởi vì chúng ta có bệnh bởi vì chúng ta không biết dùng cơ thể như nào cho đúng cả, đúng không? Chúng ta không biết dùng đúng, các cụ nói rồi, của bên là tại người, không biết dùng đúng sinh ra đau đầu, không biết dùng đúng sinh ra là bệnh nọ bệnh kia trong nội tạng, lúc tiểu đường huyết áp tim mạch tùm lum các bệnh luôn đấy, bởi vì chúng ta dùng không đúng. Dùng đúng thì nó không sao đấy, dùng đúng thì nó sẽ thoái hóa một cách tự nhiên thôi, tức là nó giảm một cách tự nhiên thôi đấy, nó không đến nỗi là quá nhức mỏi thế nọ thế kia, đúng không ạ? Thế thì quay trở lại với câu hỏi của chị, là một cái câu hỏi mình cũng vừa rồi bạn đọc rồi, câu hỏi cũng rất là đặc biệt, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà đau đầu người ta chạm đến đầu ấy thì là thường là người sẽ đỡ đau vì trên đầu có một cái huyệt là bách hội đấy, bách hội nó sẽ đỡ đau đầu. Tuy nhiên là chạm lên mà đau nhiều ấy thì có lẽ là cái tình trạng tắc nghẽn tim mạch ấy nó hơi lớn đấy. Cái này mà Tây y thì giải thích thì khó lắm, đúng không ạ? Thì chắc là làm đống xét nghiệm luôn đấy, các kiểu các thứ luôn, đúng không ạ? Thì rất là phức tạp, đo hết cái nọ này cái kia. Nhưng mà đây là chúng ta trong cái chương trình mà chúng ta chia sẻ là về hiểu biết cái cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Để mà chúng ta thấy là xem là chúng ta có thể tự giải quyết được cái vấn đề đấy không, hay là cái vấn đề đấy chúng ta phải cần những cái nhà chuyên môn sâu hơn. Đấy là cái mục đích của những chương trình này. Vậy thì khi mà đau ấy thì chúng ta thấy là ở cái vùng đầu là nó chứa cái não của chúng ta đấy, khi mà chúng ta sờ đến đó mà chúng ta cảm thấy nó buồn nôn, chúng cảm thấy khó chịu, tức là cái cơ thể chúng ta không muốn một cái gì nó đụng chạm lên cái vùng đầu nữa đấy. Tức là cái vấn đề ở đây ở đông y có thể là chúng ta có những cái gió máy rất là nhiều, tức là những cái vùng đầu chúng ta nó bị kích thích rất là nhiều đó. Khi mà chúng ta chạm lên đầu một cái thì theo cái nguyên lý về năng lượng, khi mà chúng ta chạm lên đây ấy, thì năng lượng nó chạy lên trên. Khi năng lượng chạy lên trên nó có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến phần não của chúng ta. Vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề cũng hơi bị phức tạp đấy. Với những cái đau đầu thế thì chúng ta thường dùng những cái huyệt ở xa, ví dụ như là cái huyệt hợp cốc chẳng hạn. Huyệt hợp cốc thì nói rất là nhiều trong các cái buổi sự kiện, bốn cái buổi sự kiện trước, đúng không ạ? Hoặc là huyệt thái xung chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể xử lý cái đau đầu đấy. Là chúng ta dùng những huyệt ở xa để kéo cái năng lượng nó ra tay, kéo năng lượng ra chân đó, bởi vì cơ thể chúng ta mọi thứ nó liên quan đến nhau. Đấy là một cái rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chạm vào đầu mà cơ thể nó không thích, nó không tiếp nhận, nó không mong muốn, thì chúng ta sẽ tự nhiên có cảm giác như là những cái chức năng của não nó rối loạn ngay, ví dụ như buồn nôn đấy, chóng mặt, hoa mắt, hoặc là tâm trí rối loạn, hoặc thế nọ thế kia trong người đấy. Và tất nhiên thì chúng ta cái này chúng ta phải có cái đi khám về Tây y, đúng không ạ? Ngoài cái hiểu biết như thế, đúng không ạ? Chúng ta đi khám, nhưng mà khám thấy cũng không phát hiện ra cái gì nó đặc biệt cả, và Tây bảo nó cũng không hiểu làm sao cả, đúng không ạ? Bởi vì như các bạn xem những video thì rất nhiều trường hợp người ta không biết được nguyên nhân ở đâu cả, bởi vì đơn giản là cơ thể chúng ta còn quá phức tạp và khoa học cũng chưa đủ cái sự hiểu biết để mà khám phá ra hết được. Đó, khám phá ra hết được thì bệnh nào cũng phải chữa được. Suy ra là bây giờ nhiều bệnh chưa chữa được, hoặc là nhiều bệnh khám phá ra rồi lại càng chữa thì tỷ lệ lại càng tăng lên. Đấy, chứ có phải ít đi đâu. Ví dụ như là chữa đau đầu thì càng ngày càng đau nhiều hơn, stress thì càng ngày càng stress nhiều hơn, tiểu đường càng ngày càng tiểu đường nhiều hơn. Đấy là ý là như thế. Vậy thì chúng ta cần phải cái kết hợp cho đông y. Cái này ở Việt Nam được bác Hồ là nói rất là nhiều, là bác sĩ phải biết cả đông cả tây. Đấy. Biết cả đông y cả tây y. Cái này là rất là hay ở Việt Nam, chỉ có một số nước trên thế giới được kết hợp như này thôi. Đó. Vậy thì đấy là cái lý do của cái đau đầu kiểu này. Chúng ta cần phải lưu ý đấy, cái kiểu đấy không phải đơn giản đâu. Đấy, Lê Hải cũng gặp một số các bệnh nhân như là bị kiểu gió máy nhiều quá, kiểu trên đầu ấy, sờ ra đầu nó cứ lùng bà lùng bùng, rồi ấn bà bắt đầu nó buốt buốt, hoặc là kéo cái chân tóc ấy, bắt đầu nó cũng buốt buốt, hoặc là thỉnh thoảng nó giật, thỉnh thoảng nó kiểu khó chịu. Thường là đông y là trúng gió. Trúng gió bản chất là gì? Tức là những cái mạch máu ở trong não này, đấy, cái vùng da đầu chúng ta thấy nó bùng 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 đúng không? Đó là những tức là năng lượng tức là máu ở trên đấy nó không trở về tim được hết, tức là nó bị lưu trữ ở trên cái vùng đầu của chúng ta, ở trong các cái ở trong nữa Lê Hải cho mọi người xem cái não của chúng ta nó được bảo vệ như thế nào, những các cái dòng chảy ở trong não nó ra sao, cực kỳ thú vị luôn. Như thế chúng ta mới hiểu được cái vấn đề đấy. Và Lê Hải nghĩ là BMC tổ chức những cái buổi này rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì là đến bây giờ số lượng bệnh nhân mà hiểu cái vấn đề bệnh của mình rất là ít. Đa phần chúng ta đọc tài liệu trên mạng. Vâng,
đa phần chúng ta đọc tài liệu trên mạng, nhưng mà vì chúng ta không có cơ sở về sinh lý học, về giải phẫu học, tức là cái cấu trúc cơ thể của người, nên là chúng ta đọc nó không có hiểu mấy, hoặc là hiểu lại hiểu một ý sai cái người người ta viết, bởi vì chúng ta không có cái kiến thức nền tảng đấy. Nên là khi mà chúng ta tìm hiểu các cái tài liệu trên mạng rồi sách vở các thứ là chúng ta đọc, chúng ta hiểu cứ mơ mơ màng thôi, chúng ta không hiểu rõ, bởi vì người ta dùng cái thuật ngữ y khoa mà mình trong đầu mình không hiểu cái thuật ngữ ấy là gì. Bởi vì đơn giản là sinh viên trường y là phải học rất là nhiều năm về giải phẫu sinh lý mới hiểu được các cái từ ngữ đây nó nói về cái bộ phận gì trong cơ thể người đó. Mà bây giờ chúng ta không học gì là chúng ta nghe một cái là đọc một cái là chúng ta không hiểu ngay. Chính vì thế mà những cái buổi này nó sẽ rất là giá trị, giúp chúng ta sẽ quay trở về khám phá chính cái cơ thể của mình để làm gì, để mà tìm được cái gì chữa được là chữa thôi, mà nói gì thì nói chữa tự mình là chữa được nhiều lắm đấy. Vâng, Dạ thì những cái câu câu đầu ấy này cũng muốn chia sẻ nó kỹ lưỡng một chút đúng không ạ, thì về cái cách chúng ta hiểu vấn đề, cách chúng ta sẽ làm việc như thế nào đó thì vâng ạ. vâng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chắc là với câu trả lời của bác sĩ thì bạn Lã Thanh Hồng thì cũng phần nào cũng đã hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng của mình rồi đúng không ạ? Và nếu bạn còn có thắc mắc gì nữa thì bạn vui lòng chat thêm vào ô chat nhé. Xin cảm ơn bác sĩ. À, vâng ạ, như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là có rất nhiều yếu tố và nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu luôn đeo bám chúng ta đúng không ạ? Và ai cũng có thể gặp phải hiện tượng này. Trước kia thì chúng ta thấy thường là ở tuổi độ tuổi 5 hoặc là 60 tuổi chúng ta mới thường hay là nghĩ là bị đau đầu. Và khi thay đổi thời tiết chúng ta cũng rất hay bị đau đầu đối với những lứa tuổi 50 60 này. Tuy nhiên thời gian gần đây thì ngay cả những bạn trẻ đang ở độ tuổi 20 hay 30 cũng gặp phải triệu chứng này rồi. Và tôi e rằng đây không phải là do yếu tố thời tiết mà là đôi khi đó chính là cái nguyên nhân là chính là đến từ những cái sự tai hại trong những cái thói quen, cái cuộc sống trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà chúng ta không biết được. Vâng ạ. Bởi vì chúng ta đang trong thời đại công nghệ số. Khi mà máy móc phát triển thì con người luôn luôn bị cuốn theo mà quên đi một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó chính là lắng nghe cơ thể của mình và chăm sóc sức khỏe của chúng ta một cách chủ động nhất, thì chúng ta dường như thời thời đại này là dường như chúng ta bị lãng quên đi. Vâng, và cái chủ động đôi khi lại chính là những cái thay đổi trong những cái thói quen rất là bình thường trong cuộc sống của mình thôi. Chúng ta tưởng như bình thường nhưng thực tế nó lại là một cái thói quen khá là tai hại cho sức khỏe của chúng ta. Và đôi khi lại là chăm sóc bản thân, cũng có thể là chúng ta thay đổi để nuôi dưỡng cái tâm hồn từ những nhiều điều nhỏ nhặt nhất ở bên trong con người để chúng ta trau dồi ra một cái trí tuệ gọi là ngày càng trở nên minh triết hơn đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay có rất nhiều người phải đối mặt với những căng thẳng trong cuộc sống và trong công việc nên hay gặp phải tình trạng đau đầu. Tuy nhiên theo tôi được biết thì tình trạng đau đầu đến từ rất nhiều nguyên nhân như bác sĩ vừa chia sẻ đó. Và gần đây tôi có đọc được một bài báo thì cũng nói rằng là đau đầu có tổng số khoảng 17 dạng đau đầu cơ ạ. Có thật đấy không bác sĩ? Và bác sĩ có thể chia Đúng sẻ rồi. rõ hơn về cái biểu hiện. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái biểu hiện này được không ạ? Bởi vì tôi nghe đến 17 dạng tôi thấy nó cũng quá là nhiều đấy ạ. Vâng. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn và làm sao để chúng ta có thể biết được cơn đau đầu đó là do bệnh lý hay là do không phải là bệnh lý ạ? Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Vâng, thì thực tế là dạo này thì đúng là các bạn trẻ cũng hay đau đầu đúng không ạ? Không phải đau đầu về khi âm với dương đúng không ạ? Nhiều chuyện lắm, có khi âm dương không Đầu kết gì hợp vấn được đề? đâu, đau đầu. Vâng, ý là âm dương không kết hợp được, ví dụ như chuyện tình cảm cũng stress cũng đau đầu luôn, đấy là âm dương nó không cân bằng đó, trẻ hay bị thế đấy, hay là con da có nhiều vấn đề thì đau đầu lắm. Thực ra vấn đề đau đầu ấy, nó thuộc về thần kinh, thần kinh học nó rất rất là phức tạp đúng không ạ? Chúng ta ở Vâng đây ạ. chúng ta chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ đào sâu vào những vấn đề mà giải nghĩ sẽ dùng những cái sự kiến thức logic giữa đông và tây y để giải thích mọi người cho nó dễ hiểu. Bây giờ mà phân chia nhỏ nhỏ ra thì buồn cười lắm, buồn cười ở đây là chả ai hiểu cái gì cả, bởi vì là riêng một cái loại đau đầu thôi, migraine thôi, có khi học cả mấy ngày cũng xong đấy, bởi vì phân chia là rất là ít. Nhưng mà theo đông y chúng ta học nó rất đơn giản đúng không ạ? Đông y chúng ta có ngũ hành thôi, âm dương và ngũ hành, âm dương là âm và dương, nóng và lạnh. Ví dụ mất cân bằng nóng lạnh là có đau đầu rồi đấy, ví dụ như là đi đầu đi lạnh quá, lạnh đầu quá đấy, trúng trúng hàn ấy đấy, thì cũng đau đầu đấy. Hoặc là nóng quá, ví dụ như là chúng ta ở môi trường nóng bức bực bội chúng ta cũng đau đầu, hoặc chúng ta bị huyết áp tăng sốt chúng ta cũng đau đầu đó, mất nước cũng đau đầu đấy. Ví dụ, và ngũ hành là gì, kim mộc thủy hỏa thổ đấy, ý là như thế, thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề rõ hơn. Mà tuy nhiên thì đầu tiên là xem cái đầu nó nằm đâu đã, trong đầu nó có cái gì, đây là có nhiều thứ cho các bạn xem đúng không ạ?
Chúng Dạ ta vâng sẽ ạ. xem một cái Bác sĩ. phần mềm giải phẫu. Giang xem được chưa? Thấy chưa? Được rồi ạ. Thì đây, đây là cái vùng đầu của chúng ta, đúng không ạ? Cái vùng sọ của chúng ta đây, đúng không ạ? Vùng sọ chúng ta cực kỳ cứng luôn, cực kỳ cứng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải làm một chức năng rất là quan trọng, nó là bảo vệ một cái cơ quan đầu não rất là quan trọng, đúng không ạ? Đó chính là não của chúng ta. Não thì nó thuộc về cái hệ thần kinh, và cụ thể là hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh của chúng ta đây, đó. Thì đây là cái hệ thần kinh của chúng ta. Đó, các bạn thấy đây là hệ thần kinh. Ở đây mọi người thấy các cái dây thần kinh đúng không ạ? Và một cái đoạn xám xám ở giữa đây. Cái đoạn ở sọ với cả xám xám ở giữa đó chính là thần kinh trung ương. Và ở đây chính là những cái màng cứng. Ở trong này là các cái dịch. Đấy, các cái, và mọi người có lẽ nghe nhiều đến dịch não tủy đúng không ạ? Dịch não và tủy. Thì các cái thần kinh nó là những cái tổ chức mỡ và protein trong đấy rất là nhiều đúng không ạ? Chỉ não chúng ta chiếm khoảng 1,5% cơ thể thôi, khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi. Đó. Thì đấy là, nhưng mà nó được bọc rất là nhiều lớp để nó bảo vệ, bởi vì nó trung ương mà. Đấy. Chính vì thế nó bọc rất là cẩn thận. Và chúng ta xem nó cẩn thận như thế nào nhá. Chúng ta sẽ chắc là sẽ mở một cái xương sọ ra, đúng không ạ? Có lẽ là hiếm khi mọi người nhìn Mở được bánh cảnh xương này, sọ đúng ra không ạ? nghe. Vâng, chúng ta sẽ tách đây, chúng ta tách ra, mọi người sẽ thấy một cái khoang ở đây đó. Trông nó trống, thực ra nó không có trống cái này đâu, đúng không ạ? Nó chứa đầy các cái thứ, và cụ thể đó là các cái mạch máu, các cái lớp màng để bảo vệ, các cái cung cấp chất dinh dưỡng cũng như bảo vệ. Và não của ta ở đâu? Não chúng ta ở trong này. Đó, đây là cái não của chúng ta. Vâng. Đấy. Thì mọi người thấy là nó được cung cấp bởi mạch, đúng không ạ? Và cụ thể là động mạch và tĩnh mạch, đúng không ạ? Đó, Vâng. nó được rất là chằng chịt, đúng không ạ? Vì não của chúng ta nó trông thì bé nhỏ thế, nhưng mà nó cần tới 20% tổng lượng năng lượng của cơ thể, đúng không ạ? Nó hoạt động cực cực kỳ mạnh, và nó có khoảng 100 tỷ tế bào. Đấy. Và những tế Wow. bào này cũng sẽ chết đi, nhưng mà những tế bào non luôn luôn được có thể là tạo ra, nếu như chúng ta biết dùng não một cách đúng để chúng ta thông minh lên. Đấy, đấy là cái rất là hay, những thông tin rất là hay. Đó. Thì đấy là cái vùng đầu. Thì tất cả những cái gì mà liên quan đến vùng đầu ấy, ví dụ cơ, mỏi cơ nó cũng đau đầu, hoặc là viêm xoang đau đầu, hoặc là các thứ nó mạch máu đau đầu hết. Đấy. Thì đấy là cái này. Thì xem một cái nữa rất là hay, cái này này, mọi người thấy sự kỳ diệu cơ thể chúng ta. Và hôm trước Lê Hải cũng xem một cái video là nói về cách chúng ta hình thành ấy. Mọi người sẽ thấy là để tạo thành một cơ thể chúng ta đây á, nó có bao nhiêu là cái điều kỳ diệu, đúng không ạ? Tại sao từ một tế bào hợp tử nó cứ nhân 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 lên không sai vào đâu cả, cái nào thì ra tay, cái thì ra chân, cái ra mắt, ra mũi, ra miệng. Trong mắt thì có đủ thứ, giác mạc rồi kết mạc rồi tùm lum thủy tinh thể, nó ra hết mọi thứ, mà chỉ từ một tế bào gốc toàn năng đấy là tế bào hợp tử. Đấy, mọi người thấy nó một cái sự kỳ diệu của cơ thể chúng ta rất rất là hay. Và trong cơ thể chúng ta được cài đặt một hệ thống, đó là hệ thống tự sửa chữa và tái tạo. Cụ thể là gì? Trong cơ thể hàng mỗi giây này này, từ đầu đến giờ, bây giờ là 20 giờ 25 rồi đúng không? Ví dụ từ 20 giờ là 25 phút rồi, có hàng triệu tế bào đã chết đi. À, vâng Và hàng triệu tế bào được sinh ra. Đấy, nó như thế cơ, cơ thể chúng ta nó tuyệt vời đến như thế. Đó. Mà để và cụ thể hôm nay là chúng ta xem cấu trúc của cái người của chúng ta. Đó. Thì Hằng xem được cái hình ảnh ấy chưa? ạ. À, xem rõ rồi ạ. Vâng, thì đây là một cái phần mềm khác rất là hay. Đấy, thì nó được cấu tạo bởi rất là nhiều các cái hệ thống khác nhau. Đó, người thấy các cái hệ thống khác nhau. Cái Đấy, hình nó ảnh này tổng rất là đầy quan. đủ. Rất là đầy Wow. đủ rồi, các cái Tốt cơ tốt. quan. Đó, các cái cơ quan. Đấy, những hình ảnh rất rất Đẹp là đẹp quá. Vâng, hình ảnh rất với là cơ đẹp thể của ạ. chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái là cái não của chúng ta. Đây là cái não của chúng ta. Đó. Thì não này á, nó được bao bọc bởi một cái lớp dịch. Đang thấy đẹp không? Mọi người thấy chắc thấy rất là đặc biệt đúng không? Cái Quá mà đặc phần biệt mềm luôn kia ạ. nó không 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 thể nói ra được, thì phần mềm này sẽ cho chúng ta thấy là nó được bọc như thế này. Cái lớp Hay dịch nói bao bọc khác màu là, xanh đó ạ. dạ Cái lớp dịch bao bọc màu xanh đấy đúng không ạ? vâng, cái dịch não tủy cái thứ đấy ạ. Dạ Vâng, vâng ạ. trong này là các cái
dây thần kinh. Đấy, mọi người thấy máu đang chảy mầm này. Đấy. Xin lỗi, đây là các cái mạch máu. Đấy, các cái mạch máu rất là nhiều. Đó. Đấy, mọi người thấy nó sẽ rất là kinh đúng không ạ? Và trong máu, trong cái não chúng ta có rất nhiều cái này. Không biết là chị à, mọi người đoán ra đây là cái gì không? Tôi đang định hỏi, tôi không thực được đây là cái gì đâu ạ. Trong não mình đấy, trong não tất cả chúng ta. Trong não tất cả chúng ta. Cái Vâng, hình trong thù não của tất nó cả chúng trông ta. đặc biệt quá. Vâng, đây là chất trắng. Chất trắng tức là những cái sợi thần kinh nó nối với nhau. À, nó kết nối với nhau. Là trong một giây ấy, trong não chúng ta có hàng tỷ những cái thông tin nó kết nối với nhau. Đấy. Và chúng ta chỉ dùng não của mình được có mấy phần trăm thôi. Đấy, nó sẽ rất là phức tạp. Đấy, nên là cái câu chuyện Còn của rất não nhiều người ta ví nó tương đương như là cái lòng biển ấy. Chính vì thế mà khi mà chúng ta ngồi đây, đúng không? Chúng ta xem đúng không? Để chúng ta sẽ giúp não chúng ta tiếp nhận các thông tin qua mắt và tai, đa phần là mắt và tai thôi. Đấy, và ghi thì chúng nhớ được ta, vâng, trong não này có rất rất nhiều những cái nó xảy ra và đấy là rất nhiều điều thú vị và Lê Hải nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thêm. Và cái câu chuyện mà các phân loại đau đầu ấy, thực ra thì nói rồi đúng không ạ, có nhiều loại đau đầu lắm, loanh quanh ở mỗi thế này này, ví dụ âm dương, mất cân bằng âm dương, mọi người cứ tưởng tượng như thế đi, mất cân bằng âm dương ví dụ nóng lạnh chẳng hạn đúng không ạ, hoặc là nhanh chậm chẳng hạn, ví dụ như là mình suy nghĩ quá nhanh hoặc mình suy nghĩ quá chậm thì nó cũng đau đầu đúng không ạ, ví dụ là như thế. Thì đấy là những cái vấn đề hoặc là những cái sự tắc nghẽn của các cái mạch máu, của các cái nồng độ pH ở trong cơ thể, cân bằng kiểm toán ấy, ở trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng đấy, rồi mạch máu nó lên, máu có đủ oxy không, rồi thì đủ chất dinh dưỡng không, ví dụ như thế, ví dụ như là đủ các cái chất dẫn truyền thần kinh không, protein đấy, các cái chất dẫn truyền thần kinh được cấu tạo bởi protein và não chúng ta rất nhiều lipid chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì có là rất nhiều các cái nguyên nhân để mà làm cho chúng ta có thể gặp các vấn đề về chức năng của não cũng như là tình trạng đau đầu. Và một số các tình trạng đau đầu mà nó ảnh hưởng chức năng của não ấy là chúng ta phải cấp cứu, ví dụ như là não là có chức năng là kiểm soát hoạt động cơ thể. Đấy, kiểm soát hoạt động cơ thể. Tuy nhiên bây giờ thấy yếu bên người chẳng hạn, yếu tay, yếu chân, yếu yếu đi, chúng ta thấy là hình như có vấn đề về mạch máu não rồi đúng không ạ? Tai biến hoặc nhồi máu rồi. Chúng ta phải nhanh chóng mà gọi cấp cứu thôi. Đúng không ạ? Bởi vì có thời gian kim cương là chúng ta có thể là tan cục máu đông trong khoảng 3 tiếng đầu tiên. Đấy là hoặc là những cái vấn đề về nhận thức, tự nhiên thấy nhìn ai tự nhiên ấy, bắt đầu lú lẫn này, hoặc là bắt đầu không phân tích được, không tư duy được, không nhớ được thế nọ thế kia, là những cái chức năng của não này đấy, chức năng cao cấp của não, tư duy, nhớ, cảm xúc thế nọ thế kia mà chúng ta bắt đầu thấy nó rối loạn, bắt đầu thấy bất thường rồi, chúng ta thấy Dạ à là vấn đề đó. Đấy là đôi đôi điểm đúng không ạ, chứ không phải ngồi đây tự nhiên đọc 17 loại đau đầu rồi người ta còn phân ra nhiều nữa, nhiều lắm chúng thấy đó đâu. Đấy, nhưng mà thôi cứ âm dương cho nó thoải mái, cứ dựa theo cái học thuyết của các cụ nhà mình đi, cụ Hải Thượng, cụ Tuệ Tĩnh, Tuệ Tĩnh đi, thì có khi lại đâm lại hay và nó dễ hiểu dạ hơn vẫn cũng đại đa số mọi người. vâng Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất rất là bổ ích vừa rồi của bác sĩ vừa chia sẻ ạ. Tôi đảm bảo rằng là nếu như mà cái buổi chia sẻ trực tuyến hôm nay mà được bật mic cho tất cả các quý vị khán giả ấy, tôi chắc chắn rằng ít nhất có rất nhiều người muốn muốn giơ tay để phát biểu, để chia sẻ về cảm xúc đấy ạ. Bởi vì hiện tại tôi đang cảm thấy rất là nhiều cảm xúc khi mà xem những hình ảnh bác sĩ ạ. Tôi nghĩ rằng hôm nay mình được khám phá rất là nhiều, như kiểu là lúc đầu thì nó rõ ràng khám phá ra cái bộ óc trong cơ thể của chúng ta đấy. Thế nhưng mà là như kiểu tôi đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó nhưng mà hình ảnh thì rất là đẹp, rõ ràng là hình ảnh đấy thì chúng tôi thật sự là chưa có thể được gặp ở đâu đó trong cuộc sống cả, nếu như không tiếp xúc với những cái chương trình này hay là tiếp xúc với những cái chủ đề này của bác sĩ nói ra hôm nay ạ. Vâng. Thật sự đang cảm Thôi thấy thì hy vọng rất là là nhiều cảm giúp xúc. mọi người là hiểu ra, bởi vì là không hiểu là không làm được việc đâu. Dạ Chúng vâng ta cứ đi ạ. tìm sức khỏe nhưng mà chả hiểu sức khỏe được cấu tạo bởi cái gì, như thế nào thì chúng ta chả biết đi tìm ở đâu cả. Tôi đang cảm thấy mình rất may mắn vì mình đang được chia sẻ của bác sĩ cái cảm xúc. Dạ vâng ạ. Cũng mong quý vị thông cảm vì chương trình của chúng ta là chương trình chia sẻ trực tuyến. Cho nên rằng là vì để cho chương trình được được, được tròn trịa, cho nên là phiền quý vị là chúng tôi phải tắt mic quý vị. Nhưng mà ngay bây giờ quý vị có những câu hỏi, những cảm xúc gì hoàn toàn quý vị cũng có thể chat lên ô chat được ạ. Và chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ cùng quý vị. Và quý vị nào mà có những cái câu hỏi gì rất là đặc biệt thì phiền quý vị chúng ta cũng có thể bật cái biểu tượng giơ tay lên này. Chúng tôi sẽ mời tổ kỹ thuật bật mic cho quý vị chia sẻ ạ. Vâng, cái vấn đề chia sẻ của bác sĩ thì là cái vấn đề đau đầu giờ không phải là vấn đề của riêng ai nữa. Từ người già đến người trẻ đúng không ạ? Vâng, và cái chủ đề của chúng ta hôm nay là đau đầu day bấm ở đâu? Đang được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của
kênh YouTube của Trung tâm FMC Việt Nam. Và khi có quý vị có thắc mắc về chủ đề này thì quý vị có thể đặt câu hỏi này, hoặc là quý vị cũng có thể là gọi điện trực tiếp đến hotline của chúng tôi 0966 00643, tổ tổng hợp thư ký chúng tôi cũng sẽ tổng hợp lại các câu hỏi của quý vị ạ. Và ngay sau đây tôi xin phép là, đấy, tôi nói giơ tay cũng có bạn giơ tay ngôi ngay rồi đấy ạ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ sang lưu với các bạn tham gia ngày hôm nay để chương trình chúng ta được thú vị hơn nhé. Tôi thấy có bạn là Nguyễn Thị Thanh Hiếu, bạn giơ tay. Xin mời tổng kỹ thuật có thể bật mic cho bạn Nguyễn Thanh Hiếu không ạ? Bạn có thể chia sẻ luôn trực tiếp bác sĩ về câu hỏi của mình ạ. Xin mời tổng kỹ thuật ạ. Đang chờ bạn đồng ý để mà bật mic ạ. Dạ vâng ạ, xin mời bạn Thanh Hiếu, bạn đồng ý ạ. Tôi thấy bạn giơ tay mà tôi cũng thấy bạn có chat. Vâng. À, bạn bật hình được rồi đấy ạ. Mời bạn bật biểu tượng đồng ý để nói chuyện đi ạ. Hay là tôi đọc giùm bạn nhá. Vâng, bạn không nói được, bạn có thể bật hình tôi đọc giùm bạn vì bạn đã chat trên đây rồi nè. Thưa bác sĩ, em là dân văn phòng. Công việc của em thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính và điện thoại cho khách hàng. Em thường xuyên có hiện tượng bị mỏi mắt và đau hai vùng thái dương lan ra cả đầu. Xin bác sĩ có những tư vấn và biện pháp nào hiệu quả để em cải thiện được tình hình này? Cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ. Bạn Thanh Hiếu, nếu có bổ sung gì bạn chắc thêm, tôi sẽ đọc thêm nhé. Xin mời bác sĩ. Thì như thế này, thì chắc là cái vấn đề của bạn là cũng đông người phết ấy. Mà đến đây Hải đây, đấy thôi. Đúng không ạ? Làm việc mà bây giờ máy tính thôi, bây giờ online thì cả làng online rồi, Covid thế này ở nhà suốt. May bây giờ trẻ con nó còn kinh mạch nó còn lưu thông, nó còn ít đau đầu ấy, chứ còn người lớn này thì đau đầu nhiều lắm, các kiểu đau đầu luôn, chứ không phải là mỗi nhìn đường đau đầu đâu. Đấy, thiếu ăn nó cũng đau đầu, rồi thế nọ thì kia đau đầu hết. Vâng, tôi đang ở nhà cả tháng nay tôi cũng đau đầu ạ. Đau đầu lắm, không được nhìn mọi người hoặc là nhìn gần á, nhìn gần nhiều bốn tường nó cũng đau đầu luôn ấy. Thôi bây giờ phải lôi quả giải phẫu này ra để nói chuyện cho nó dễ nhé. Thì đây là như các bạn đã biết là đây đầu của chúng ta đây, ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn nhiều ấy, khi mà chúng ta nhìn nhiều là cái mắt của chúng ta này, ví dụ đấy nhá, thì cái mắt của chúng ta phải dùng rất là nhiều, chúng ta mở nhiều rồi thì chúng ta cứ căng lên để chúng ta nhìn, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái mắt này nó liên quan đến cơ này nó chạy ra tận đằng sau đây này đấy. Chính vì thế mà khi mọi người á, mọi người có thể làm cái động tác này mọi người nhá, mọi người chạm lên cái vùng sau gáy đây này, mọi người cứ chạm lên cái vùng sau gáy á, cái đối diện cái mắt đằng sau, cứ chạm lên cái vùng sau gáy đi, đúng không ạ? Cứ chạm lên cái vùng sau gáy, mọi người cứ đảo mắt mà xem, đảo mắt nhìn cái nọ cái kia mà xem, đấy, cứ đảo mắt, đó, mọi người sẽ thấy cái cơ đằng sau nó thay đổi, mọi người có thấy không? Mấy bạn mà bật cam ấy, có thấy không? Gật gù thì để còn biết là mình hướng dẫn đúng. Đúng không? Cứ đào đào mắt này tự nhiên cái cơ đằng sau nó thay đổi. Hay nói khác là gì? Cái vận nhãn này này. Vâng đấy, thì chả hiểu sao này mắt này quay này đằng sau nó thay đổi. Tức là cái cơ đằng sau với cơ đằng trước nó liên quan với nhau. Cái cơ mắt này liên quan với nhau, cơ vận nhãn ấy. Đấy. Cơ vận nhãn thì nó có 6 cơ. Đấy, 6 cơ để nó quay cái con nhãn cầu của mình các cái trục các cái chiều khác nhau. Đấy, để mà chúng ta nhìn lung tung khắp nơi. Đấy, thì khi mà cái mắt của chúng ta đứng im, khi mắt của chúng ta đứng im, chúng ta dí sát màn hình như này này, thì cái cơ đằng sau nó cũng đứng im luôn. Đấy, khi nó đứng im ấy, thì nó sẽ làm cho cái mạch máu, cơ mà nó đứng im, nó sẽ làm, mọi người xem rồi, cơ ấy, thì nó phải có sự mềm mại, nó phải có sự lưu thông, đúng không ạ? Chứ bây giờ cơ mà nó đứng im ấy, thì nó sẽ làm mạch máu nó dễ bị tắc. Đấy, vì mạch máu nó không lưu chuyển, nó không có sự thay đổi, nó kia không có sự lưu chuyển, thì nó sẽ dễ bị tắc. Mà tắc như thế, nó sẽ làm cho nó làm cho chúng ta sẽ có những cái cảm giác đau. Cụ thể đây nhá. Cái này là rất nhiều người cũng biết, tức là gì? Chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ mà lâu ấy, mà chúng ta không nghiêng mắt ra chỗ đọi chỗ kia ấy, hoặc là chúng ta không nhắm mắt lại để nghỉ, hoặc là chúng ta không tập các cái bài tập về mắt ấy. Ví dụ như con Lê Hải mà học online là các thầy cô được lúc đã bắt đầu bắt nó tập mắt rồi. Đấy. Thì đấy là cũng rất là hay. Đấy, thì phải tập mắt các thứ. Thì chúng ta bây giờ là dân văn phòng, nhưng khi chúng ta làm việc tập trung quá ấy, mà chúng ta hoặc là đặc biệt ai mà nghiện điện thoại ấy, Facebook hay là game ngủ một thứ, chứ chơi điện thoại mà trong tư thế nằm ấy cũng rất là nguy hiểm, bởi vì cái tư thế nằm nó làm cho cái cơ cái thứ nó rất dễ bị co lại đó.
và là làm cho cái mắt của chúng ta nó còn mỏi nhanh hơn và tất nhiên là đau đầu nhiều hơn rồi đấy. Thì chúng ta thấy là các cái cơ này này, cái mà chúng ta sờ vừa rồi là cái cơ này này đấy, cái cơ nó liên quan đến mắt. Mấy cơ này mọi người thấy là nó sẽ liên quan đến các cái mạch, lê hải bỏ bớt đi lằng ngoằng quá, ví dụ như đây liên quan đến các mạch máu ở đằng sau đây đúng không ạ? Nó liên quan đến các cái mạch máu ở đằng sau đây, nó liên quan hết với nhau, cơ nọ liên quan đến cơ kia và nó làm cho cái máu lên não rất là thiếu. Và cái vùng mà xử lý cái thị giác của chúng ta ấy, chính là vùng chẩm, là vùng này này đấy, cái vùng vùng chẩm, xin lỗi, ở hai cái vùng chẩm đây đó, ở đây này để chúng ta có cái vùng chẩm là cái vùng xử lý thị giác của chúng ta đấy, xử lý thị giác ở sau gáy này. Chính vì thế mà khi mà cái ngồi ngồi máy tính không phải là mỗi cái ấy đâu, không phải là mỗi cái mắt đứng im mà còn tư thế sai, rất nhiều thứ sai, nó làm cho cái động mạch lên não nhất của chúng ta ấy, mà cái bài cổ vai gáy nói rất là nhiều đây này, cái động mạch đốt sống đây này đó, cái động mạch đốt sống ở đây này đấy, khi mà nó đưa máu lên não là nó sẽ, đây mọi người thấy không, đây là cột sống cổ khỏe nhá, mà nếu khi nó bất thường một cái ấy, đấy chúng ta cứ đưa cái cằm ra phía trước nhiều quá, chúng ta cứ chống tay vào cằm hoặc chúng ta làm cái cổ lâu, nó bất động lâu ấy, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể nó sẽ bị bó cứng lại. Chính vì thế người ta gọi là sống động, mà sống nó phải động đấy, không động đứng im là xong rồi đúng không đấy, nên là đấy là một trong những nguyên do đấy. Chính vì thế mà bạn phải xem cái phần mà cái bài mà của bé gái đấy, của bé gái nhá, đây này, xe cái phần của bé gái này, đây này, cái chàng xem được chưa, Dạ được rồi ạ. thì đây là cái buổi về cổ vai gáy đây này, chúng ta sẽ nói về hai cái huyệt là cái huyệt ngày mùng 8 tháng 8 nhé, chúng ta nói về huyệt phong trì và huyệt động khê. Huyệt phong trì rất là hay, thì mọi người xem lại cái bài giảng về cái này đấy, và tất nhiên là cả huyệt động khê nó sẽ làm chúng ta thú vị đúng không? Chúng ta Cứ đỡ trên nhiều nhiều kênh YouTube đấy của đúng chương không ạ? trình rồi nhé quý vị. Thì Vâng, quý vị còn có thể đây là xem lại cái ạ. bài mà đau lưng ngày 27 tháng 8, thì chúng ta có những cái huyệt ở lưng này, vì ngồi ngồi lâu nó mỏi lưng, mỏi lưng thì nó Đúng cũng ảnh hưởng lên trên đấy, nên chính vì thế mà nó ảnh hưởng, ngồi lâu này, ngồi lâu nó mỏi lưng đây này, mở cái này ra đấy, thì có một cái cơ nó chạy như thế này, mọi người chắc đây là ít cho mọi người xem được cái cơ này, nó chạy từ dưới lên trên đây này, nó lên tận đốt sống cổ C2 cơ. Đây này, mọi người thấy này, nó bám này, dọc cột sống này, multifidi này, cơ nhiều chân này này. Đấy, multifidi nó bám tận lên các đốt sống cổ C2 ở trên này, nó chạy dọc đốt sống của chúng ta. Nên là nếu mà chúng ta cứ ngồi lệch lạc, rồi chúng ta cứ ngồi vặn vẹo, gù gù, chúng ta cứ ngồi bất động ấy, là cái cơ này nó cứng đơ lại này, nó làm cho cái cột trong cột sống của chúng ta có tủy sống, nó cũng sẽ là ảnh hưởng đấy, lên cái đau đầu của chúng ta. Đấy. Vâng, thì đôi điều chia sẻ thế ạ. Dạ Chị vâng ạ, xin cảm nhà ơn mọi bác người sĩ biết ạ. nghe có hiểu không, có thấy phân tích nó bị sâu quá không hay là như thế nào? Tôi thì tôi thấy tôi hiểu được. À Còn đây. các bạn thì nếu như ai có ý kiến gì thì vui lòng cứ chat ở chat, tôi sẽ đọc lên được cho bác sĩ. À. Dạ vâng ạ. Cái hiểu được là một chuyện ạ, nhưng mà ít nhất là tôi cảm thấy gọi là gì nhỉ? Mãn nhãn ạ. Tôi dùng từ là mãn Mãn nhãn. Tôi cảm nhãn. thấy rất là thú vị luôn ạ. Vâng. Hôm nay thật là tuyệt vời. Vâng, tôi xin phép lại sẽ được chia sẻ thêm các câu hỏi của quý vị được không ạ? Tôi thấy đây này, các bạn đều bảo dạ dễ hiểu đấy, cảm ơn rất bác sĩ đấy, rất tuyệt vời đấy. Bác sĩ thấy không? Đấy, phản hồi đấy ạ. Cái câu hỏi này tôi thấy khá là phù hợp với chủ đề này của bạn Đặng Thanh Phong, Hạnh Thanh Phương đấy ạ. Vâng, xin hỏi bác sĩ, tại sao tôi hay bị đau đầu vùng thái dương, vùng trán, nhức mắt, đặc biệt là khi đi đường nắng gió về sẽ bị đau ngay? Có cách nào khắc phục được không ạ? Đấy, vâng. Mời Cái bác sĩ trả lời đấy câu hỏi này. hỏi phát là muốn trả lời ngay, bởi vì cái này hay gặp lắm. Dạ vâng ạ. Cái này gặp lắm, đông y thì nó rõ lắm, đông y cái này Vâng. là cái hay bị gió máy á, gió máy người ta gọi là gió máy đúng không ạ? Cái này á, tức là để mà cái gì cũng phải lôi cái này ra, lôi cái đầu ra xem nó ra sao đấy, để Lại phải xem gió căng mắt máy nó ra chạy rồi. kiểu gì. Bây giờ cái gió máy, bây giờ chả biết gió máy nó sẽ kiểu gì đây, thế này
đây đầu đây thế này nhá, thì mọi người thấy này, thứ nhất ấy là để cái đầu nó, thứ nhất là nó phải đủ máu đã. Bây giờ chúng ta suốt ngày nghe đấy quảng cáo về thuốc gì tăng cường máu đúng không ạ, thì máu nó vâng, đi như nào, nó lên đầu ấy, một nó đi cái động mạch cảnh cái này đấy, động mạch cảnh mà ở cái cổ này đấy, cái cổ này nó chạy qua cái vùng thái dương này, mọi người đấy, cái đây thái dương đây đấy, mặt mũi đây đấy, cái vùng mà đấy đấy, cái vùng mà ui, nhìn kinh quá đấy, thì đây là thái dương, thứ hai là nó chạy ở những cái góc hàm chúng ta lên, thứ hai là vùng sau gáy đúng rồi, sau gáy nó lên đấy, thì cái não chúng ta nó mới đủ các cái mạch ở trước và ở sau đấy, hai bên đấy. Thế thì nó lên thì nó phải xuống, nó xuống là xuống theo đường tĩnh mạch đấy, mọi người thấy âm dương chưa, máu đi lên là nó phải đi xuống, đi lên bao nhiêu xuống bao nhiêu, tức là nó thay cũ đổi mới liên tục thì cái máu não của chúng ta nó mới khỏe. Và lúc ấy là xem cái hình ảnh mà cái dịch não tủy cái thứ đấy, cái đấy là nó rất là quan trọng đúng không ạ. Thế thì khi mà chúng ta đầu của chúng ta nó có ví dụ cơ nó bị căng đấy, khi mà chúng ta đi gió máy nhiều, các cái cơ đặc biệt là các cái cơ vùng thái dương này này, các cơ mà cơ vòng mi là đây đúng không ạ? Cơ thái dương như thứ đây thì nó sẽ rất dễ nó bị sẽ bị căng thẳng, nó bị co ấy, khi mà chúng ta đi các thứ nhiều ấy nó sẽ bị co các thứ lại đấy, nó sẽ làm cho chúng ta khi mà gặp các cái gió máy vào nó sẽ dễ bị đấy. Và đấy là một lý do, thì cái này cho mọi người dễ hiểu hơn, đó là đợi để mà lấy cái này ra mọi người sẽ hiểu ngay tại sao học cổ truyền nó nói về là gió là như thế đấy, nhưng các cụ cũng có lý do hết đấy. Chị Hằng có thấy cái hình ảnh cái đường kinh đởm không? Thấy rồi ạ, thấy đường kinh đởm rồi ạ. Hay là đường kinh đởm, đởm tức là túi mật đấy, liên quan đến gan mật của chúng ta, nó thuộc trong đông y thuộc hành mộc, mộc là phong, phong là gió đúng không? Đây nó chạy ở mặt bên đầu này, nó chạy ra cả mắt này, huyệt mắt đây này, đầu này. Đấy thì có lẽ bạn hay đau cái này. Đấy thì cái này ấy thì theo đông y thì nó lại nhìn xa hơn, nó lại liên quan đến vùng khớp háng. Đấy, nó liên quan đến vùng vai bị co cứng, nó lại liên quan đến vùng gối bị đau, nó lại liên quan đến vùng mà chân mắt cá, hay là nó là thần kinh tọa. Đấy, nó liên quan đến chức năng của đờm tức là chuyển hóa lipid, liên quan đến chức năng của gan tức là các cái chuyển hóa về năng lượng và đặc biệt là đường. Đó là gan. Đấy. Nó liên quan nhiều đấy. Quá thì bác sĩ. Tức là một cái đau đầu ấy, tức là cái này nó lại liên quan đến rất là nhiều các cái vấn đề. Nhưng mà cái của bạn thì bạn nhớ là cái kinh mạch ở vùng này nó không thông. Bạn cứ làm sao mà nó thông những kinh mạch này được. Và nói thế này để thấy là kiểm tra xem là ăn uống thế nào, có bị dư thừa mỡ không, hoặc là có bị ăn quá nhiều đồ ngọt không, có bị thừa cân không, mỡ miếng thế nào. Bởi vì trong đông y á, cái đau đầu nó đàm trệ. Đấy, đàm tức là những cái mà như kiểu mọi người tưởng tượng như là máu đang chảy rất là đều nhá, tự nhiên có mỡ nhiều bên trong ấy, đông y gọi là đàm. Đấy, đờm ấy. Đấy. Thì nó sẽ làm máu nó chảy chậm. Máu chảy chậm thì nó sẽ làm cho là cái oxy đến nó kém, rồi khí đến nó kém, cái loại kia nó sẽ đau. Chính vì thế mà thông qua này để mọi người thấy là chúng ta có cái nhìn nó sâu. Ví dụ tự nhiên lại chúng đó lại tự nhiên lại cảnh báo với mình về cái chuyện ăn uống. Chúng đó lại cảnh báo với mình về cái chuyện mà đau lưng. Chúng đó mình lại cảnh báo chuyện là cái chuyện mà đau đầu gối đấy. Thì đông y nó chữa như thế. Đông y các cụ là chữa rất hay như thế. Không phải cứ đau đầu nhè cái đầu ra là aspirin rồi efedragan rồi hoạt huyết dưỡng não thứ đâu, không phải thế đâu. Các cụ có rất nhiều các cái mà thế thì nó mới hay. Thế thì chúng ta mới đạt được cái gọi là khả năng chăm sóc sức khỏe chủ động. Tức là gì, chúng ta dùng những cái ví dụ như là huyệt hợp cốc rất hay, phong trì hợp cốc. Bạn nhớ nhá, phong trì này, hợp cốc này, xem những bài trước này, hậu khê này, rồi thận du này. Đấy là những cái bài mà những cái huyệt mà ở các cái buổi trước nói rất là nhiều hướng dẫn các thứ rồi đúng không ạ? Bạn có thể mà kết hợp vào để các bạn có thể là cải thiện cái đau đầu của mình. Mình muốn là để cho bạn xem cái cách tư duy của các cụ nó là như thế. Đấy, và cách chúng ta chữa bệnh nó cũng kiểu như thế. Nhưng ý, để mà hiểu rõ hơn cái vấn đề ấy, là chúng ta sẽ phải theo cái Tây y thì chúng ta sẽ hiểu hơn, rõ ràng hơn. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Vâng thì em xin phép em xin phép hơi hơi bận một chút. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Qua những thông tin bác sĩ Lê Hải vừa chia sẻ, chúng ta thấy rằng là chủ đề hôm nay thực sự là rất là hữu ích đúng không ạ?
Bác sĩ Hải cũng đã chia sẻ cho chúng ta được là có rất nhiều những nguyên nhân và triệu chứng dẫn đến đau đầu rồi. Và cái đau đầu này thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều các cơ quan và các bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy đừng chủ quan nhé. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã được bác sĩ Lê Hải đưa chúng ta rất nhiều những cái thông tin bổ ích, ví dụ như là 20% năng lượng là dồn về phía bên trên phía đầu này chẳng hạn đúng không ạ? Rồi là ở phía trên này thôi mà có đến hàng gọi là 100 tỷ tế bào. Tôi nghe cái từ 100 tỷ nó thật sự là rất là lớn đúng không ạ? Một lát nữa thôi thì tôi sẽ hỏi bác sĩ là toàn bộ cơ thể của chúng ta thì vậy bao nhiêu, có bao nhiêu tỷ tế bào trong toàn bộ cơ thể chúng ta đúng không ạ? Nguyên phần đầu này thôi đã là 100 tỷ, hơn 100 tỷ rồi. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình chia sẻ về những kiến thức sức khỏe trực tuyến của Trung tâm VMC Việt Nam. Và qua những thông tin từ đầu chương trình đến giờ, cũng như là thực tế cuộc sống, thì Thu Hằng nhận thấy rằng là đối với những trường hợp gặp phải những triệu chứng về đau đầu ấy, thì mọi người thường khá là lo lắng. Lo lắng không biết là vấn đề này sẽ trị liệu như thế nào. Lo lắng rằng là phương pháp nào thì sẽ đem lại hiệu quả cao. Và trong thời kỳ 4.0 của chúng ta hiện nay ấy, thì thông tin bùng nổ khắp mọi nơi, khiến nhiều người cũng cảm thấy rất là hỗn loạn. Có rất nhiều loại quảng cáo này, có đủ các loại thuốc khác nhau này, có đủ các loại thực phẩm chức năng khác nhau nữa này. Rồi là các phương pháp tập luyện nữa cũng lại cực kỳ nhiều. Thế bây giờ mình chọn cái gì đúng không ạ? Thực tế là nó đang thực sự là bộ thực thông tin. Vậy thì làm cho chúng ta không biết phải ra quyết định làm thế nào cho sáng suốt với những cái tình hình của chính bản thân chúng ta. Chính vì lý do này mà Trung tâm VMC với một sứ mệnh đào tạo và phổ biến những cái phương pháp giúp cho mỗi người dân trong cộng đồng biết cách là chủ động chăm sóc sức khỏe trên nền tảng trang bị những kiến thức của khoa học. Vì vậy, đây là diễn đàn của chúng ta và dành cho chúng ta, nên quý vị hãy đừng ngần ngại, xin hãy gửi các thắc mắc của vị lên ô chat hoặc là trên đường link của chương trình của chúng tôi ạ. Và chuyên gia chị Hằng, em quay lại rồi. Dạ vâng, tôi nhìn thấy bác sĩ rồi ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cũng vẫn trong chương trình của chúng ta đang làm việc đây ạ. Vâng. Được rồi, bác sĩ quay trở lại. Vâng ạ. Và đến phần này rồi thì tôi cũng xin phép với bác sĩ rằng là trong những cái chương trình số như này thì thường là bác sĩ thường hãy dạy cho chúng tôi một hoặc hai cái huyệt nào đó để chúng tôi có thể khắc phục tại nhà, hoặc chúng tôi có thể luyện tập hàng ngày để có thể dần dần chữa được cái chứng đau đầu của tự mình có thể tự làm được. Vâng, vậy thì bây giờ phía bác sĩ có thể hướng dẫn cho chúng tôi về một hai huyệt nào đó về để khắc phục hiện tượng đau đầu không ạ? Xin mời bác sĩ. Vâng, thì thực ra những cái này, cái thực hành rất là quan trọng đúng không ạ? Thì bây giờ cũng vừa nghe chị chia sẻ là cũng có quá nhiều thứ thông tin đúng không ạ? Thì Lê Hải thì cũng xem, thì mình nghề thì mình xem thôi, nhưng mà mình thấy là rất nhiều thông tin nhưng mà ít có thông tin nào dạy mọi người tự chữa bệnh. Một là phải người khác chữa hộ, hai là phải dùng một cái gì đó, ý là đấy, còn mà bảo là chữa đi đúng không ạ? Hướng dẫn mọi người cách chữa thì có vẻ là chả mấy khi có ai quảng cáo về lĩnh vực đấy. Đúng không ạ? Bởi vì là cái đấy thực sự để mà giúp mọi người tự chữa bệnh được nó rất là khó. Nó khó ở chỗ là chúng ta phải hiểu thôi, bởi vì những cái môn học như là giải phẫu sinh lý thường chúng ta không bao giờ được học. Phải thi với chứng y chúng ta mới được học. Mà một năm thì là ở Việt Nam được có mấy nghìn, có bao nhiêu nghìn người được vào chứng y học đâu, đúng không ạ? Không có nhiều, nên là chính vì thế những cái buổi này phải dùng các cái công nghệ, đúng. VMC nói rất đúng là dùng các cái công nghệ của y học hiện đại thì chúng ta mới hiểu được. Thế hồi xưa mọi người thấy để mọi người xem trong não nó có cái gì như nào, các bạn phải học đấy cả mấy ngày mới đến cái đoạn ở trong não các cái chất nó chạy như nào, rồi 100 tỷ tế bào nọ kia. Và trong người mình là người ta có 100 nghìn tỷ tế bào, thêm cái nghìn nữa. 100 nghìn tỷ tế bào. Tại vì tôi vừa với trả lời với quý vị khán giả rằng là nguyên cái đầu là 100 tỷ thì không biết là toàn bộ cơ thể là 100 nghìn tỷ, tức là ít nhất là gấp 10 lần rồi. Dạ. Nghìn lần. 100 nghìn mà, 100 nghìn tỷ. 100 nghìn, oh wow. Nhiều lắm, cho tóm lại là vô lượng, vô biên. Nhiều quá. Vâng, bác sĩ toán học cũng không giỏi lắm đâu. thì đấy là cái kỹ thuật. Thì bây giờ là thế này, điểm danh qua một số những cái huyệt mà ở trong 4 cái buổi trước đã nói nhá, là chữa đau đầu rất hay. Đấy, thì đầu tiên ấy, thì chúng ta có 4 cái này. Đấy, thì cái buổi 1 chúng ta nói về cái này. Cái huyệt phong trì, đấy mọi người xem ở cái buổi 1 nhá. Đấy, trên kênh của YouTube VMC đấy. Đấy, thì phong trì là chuyên chữa những cái vấn đề về thiếu máu não. Đó, vì nó đưa máu lên trên não này, nó ở sau gáy này, mọi người thấy hình ảnh này phóng to lên này. Đó, nó sẽ làm mềm các cơ vùng cổ gáy này,
nó thông máu lên não này, và đặc biệt là vùng chẩm này nó liên quan đến thị giác thì nó làm sáng mắt. Và cực kỳ khuyến khích những cái bạn nào làm văn phòng đau đầu, đúng không ạ, mỏi cổ gáy, thiếu máu não mà bắt đầu kiểu não bắt đầu nó kiểu đơ đơ đơ, và não cá vàng nó kia đơ đơ đơ, chả biết cái kiểu nó bắt đầu tư duy bắt đầu kém nọ kia cái thứ ấy, tập trung bắt đầu kém, bắt đầu sao lãng, rồi mắt bắt đầu mờ mờ, kéo màng trước mắt nọ, huyệt phong trì cực hay luôn đó. Dạ. Phong trì hay nhá, thì đấy là một trong những huyệt mà rất là thú vị, nhắc lại thôi, đúng không ạ? Thì tiếp theo nữa là cái huyệt nào nữa nhỉ, huyệt hợp cốc, đúng không ạ? Ở trong cái buổi thứ hai về miễn dịch, huyệt hợp cốc cũng nói rất rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Huyệt hợp cốc này nó có một cái đặc tính là nó làm một cái huyệt giảm đau, gần như đau nhức toàn thân, đau cái gì nó cũng giảm được, nên là đau đầu cái là có chữ đau là dùng hợp cốc ngay đấy. Nhưng mà đặc biệt là không được dùng cho phụ nữ mang thai, mọi người nhớ nhá, mang thai mang bầu không dùng, mang bầu không dùng cái khác, đúng không ạ? Dùng cái khác thì huyệt phong trì rất là hay, và trong nữa hướng dẫn huyệt ấn đường và mấy cái kỹ thuật massage nữa đó. Cái huyệt du phủ này cũng được. Thêm một cái nữa là đau đầu đây này, đau đầu do cái buổi trước này là cái huyệt khí hải, ngoài cái việc chữa đau lưng nữa, thực ra ấy, thì nó còn cái huyệt khí hải này, đau đầu do stress rất hay. Còn vậy hình như các bạn trong ô chat nói về cái chuyện mất ngủ ấy, đau đầu liên quan mất ngủ, với đau đầu ấy nó làm cái ngủ ngon ấy thì nó phải hai yếu tố, một là cái tâm nó phải tĩnh, thứ hai là máu nó là não nó phải đủ máu đó. Thì cái huyệt khí hải nó giúp tâm nó tĩnh đấy, tâm nó tĩnh, tức là nếu như bạn có thể là mất thiếu ngủ, đau đầu khó chịu quá, các bạn có thể tác động huyệt khí hải. Các bạn xem video ở cái buổi 4 này nhá. Hôm nay thì không nói, để là thời gian nói những cái mới. Thì cái huyệt thận du này là đau đầu do bị lạnh. Đấy, người bị yếu, bị lạnh thì nọ thế kia. Hôm trước mọi người thực hành thấy xoa thận du cái là cũng nóng lên rất là nhiều. Đúng không ạ? Thì tóm lại là đây là cái mà mọi người có thể là xem lại, nó sẽ rất là hữu ích đấy. Thế còn mà hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ nói về mấy cái, một cái động tác mà rất là hay, đó chính là các cái động tác massage, đúng không ạ? Động tác massage đấy, thì Lê Hải, cái động tác thứ nhất ấy là chúng ta sẽ tác động vào một cái này này ở đây nhá, thì sẽ mở ra. Tôi xin phép được ngắt lời bác sĩ một chút, trước khi dạ. Bác sĩ đi vào cái phần mà hướng dẫn thực hành ấy, thì xin mời quý vị chúng ta có thể bật cam lên ạ, bởi vì rằng là trong quá trình mà chúng ta làm theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ ạ, thì là ở trung tâm VMC chúng tôi sẽ có một tổ chuyên môn, các bác sĩ, tổ kỹ thuật, các bạn phụ trách chuyên môn, các bạn ấy sẽ theo sát các quý vị trong quá trình xem quý vị thực hành, để chúng ta có thể ở cuối buổi chúng ta có thể phân tích được là quý vị nào làm chuẩn hoặc là chưa chuẩn lắm thì chúng ta có thể điều chỉnh luôn ạ. Vâng, xin mời quý vị chúng ta có thể bật camera lên ạ. Vâng, xin mời bác sĩ. Thì mọi người thấy là một cái mạch mạch đốc, có lẽ mọi người không học đông y thì có lẽ là nghe nó khá là lạ lùng ạ. Thì cái mạch này á thì nó chủ với các cái đường kinh dương, nên nó chạy dọc cái đầu của chúng ta, chạy dọc cái đầu của chúng ta. Vậy thì cái dọc cái đầu này này, khi mà chúng ta làm nó sẽ có rất nhiều các cái sự thú vị khi mà tác động vào cái mạch này nhá. Thì bây giờ Lê Hải đã chuẩn bị cái video hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Thì Lê Hải sẽ bật lên và chúng ta sẽ cùng xem cái này, làm. Dạ. Vâng, cùng làm để em quý vị nhé, bật camera đây để chúng tôi có thể quan sát nhé. Bạn nghĩ ai hơn? Cái này là bởi vì sao? Bởi vì ấy, mình chuẩn bị cái video trước thế này này, để vì các cái góc quay nó sẽ dễ hơn. Đấy, góc quay nó dễ hơn. Thì bây giờ mình hài ngồi này, góc quay nó không ổn lắm đâu. Cho nên vâng ạ, vâng. Chuẩn bị cái video này là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ vì sự chuẩn bị rất là chú đáo. Chị sẽ xem được chưa? Xem được cái hình ảnh này chưa? Dạ, xem được rồi ạ. Bác sĩ có thể bắt đầu ạ. Bây giờ phát nhé. Vâng ạ. Xin chào các bạn, thì bây giờ Lê Hải sẽ hướng dẫn một cái kỹ thuật cao đầu nữa. Hôm nay sẽ cao kiểu chuẩn đông y hơn một chút, đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ cào cái đường giữa đầu thế này. Chúng ta sẽ cào cái đường mà từ cái trán này này, chúng ta sẽ bong ngược ra sau. Đó. Thì đông y gọi đây là mạch đốc. Đấy, đốc mạch là chủ toàn bộ đường kinh dương. Và cào như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chạm ngón tay này vào như thế này. Như thế này nhá. Đó, bắt đầu tiếp xúc này. Cào ngược về sau theo đường giữa đầu. Trông thì đơn giản, ấy thế mà lại cực kỳ hay. Bởi vì tác động vào một cái mạch đốc đã được 6 đường kinh dương thư giãn luôn. Nhưng phải điều kiện là các bạn phải ngay ngắn cơ thể cơ, thư giãn cơ, thì nó mới có tác dụng. Các bạn cứ thế này, tôi em cào thế này. Cào thế này thì
thì nó đã tắc từ khi bạn cúi xuống rồi, còn đâu mà cào nữa, đúng không ạ? Ngay ngắn vào, thư giãn cơ thể, hơi thu cằm nhẹ này, đúng không? Hơi vươn đầu lên một chút. À, chào các bạn, thì bài học tiếp theo. Đó, Thì thì đấy là cái chàng thấy mọi người cần phải xem lại không? tôi nghĩ là khá là dễ hiểu rồi ạ. Vâng, rất là dễ Vâng. hiểu rồi ạ. Vâng, đây cả Thì mọi thẳng người quan cứ trọng nhất là cái tư thế ạ. Vâng. cái thực hành, vì cái góc Được, quay này được. nó sẽ rất Bạn mọi nào người mà cảm thấy khó hiểu hay không xem được thì các bạn có thể chat để mình được biết nhé. Chứ còn qua quá trình mình quan sát thì mình thấy khá là dễ hiểu và khá là thực hành dễ rồi đấy ạ. Bác sĩ Lê Hà tiếp tục đi ạ. thì đang nhìn mọi người mà em không biết tiếp tục thế nào, cũng phải nhìn ngắm mọi người xem mọi người Đừng đang ngắm như thế mọi người nào. bây sao giờ bây vậy? giờ Vâng. bác sĩ bây giờ thì cứ cho mang cơm ra rồi để xem mọi người ăn thế nào, ăn có đúng không, có khi đã ăn không Vâng. đúng đau dạ dày, đùa đấy. Vâng, thế tổ tổ kỹ thuật tiếp tục quan sát giúp tôi ạ. Em cũng phải quan sát, bởi vì sao, bởi vì thế này này, mọi người thì cứ ôi giời, xoa bóp thì dễ bỏ xử cũng dễ tí nào đâu, chả dễ tí nào cả. Bởi vì Vâng. sao, xoa bóp là phải tập trung, xoa bóp là phải thư giãn, xoa bóp là phải thả lỏng đó, xoa bóp là phải cảm nhận. Có khi mọi người quen quen rồi ấy, thì cái tốc độ đi chậm một chút, chậm bằng nửa cái tốc độ vừa đang làm, và hãy cảm nhận cái vùng da đầu nó có lùng bùng hay không, nó có mềm hay nó cứng, nó có chỗ nào đau, chỗ nào buốt, chỗ nào mất cảm giác, chỗ nào bì bì hay không, chứ đừng cứ ào ào này con thua. Nó phải từ từ đó, bắt đầu bạn hãy khảo sát cái đường mạch để đi đó, trong đấy ở, bởi vì khi chúng ta đã chạm đến da đầu, ở dưới da đầu là chân tóc, ở dưới chân tóc là những lớp cơ, những cái tổ chức mạch, động mạch, tĩnh mạch, bạch huyết, tất cả mọi thứ như thế, đúng không ạ? Và đầu chúng ta nhiều khi ít khi chúng ta tác động vào, lâu ngày mấy chục năm chúng ta sống, chúng ta ít có kiểm tra các cái cấu trúc ở bên trong, có khi có những chỗ nó buốt đấy, có khi có chỗ nó nhức đấy, có những khi có những chỗ mà nó cực kỳ buốt luôn ấy. Buốt buốt luôn, đặc biệt là những cái vùng đỉnh đầu, những cái từ ấy. Đó. Đỉnh đầu mọi người, nhiều người bị tăng huyết áp là hay đau đỉnh đầu lắm, bởi vì hỏa nó bốc lên, đông y là hỏa nó bốc lên. Bốc đỉnh nó cao nhất là bốc thẳng lên đỉnh đầu, huyệt bách hội đấy. Bởi thứ hai là khi chúng ta làm ấy, đa phần chúng ta chỉ làm mỗi cái tay lên cái đầu thôi, chúng ta ít khi để ý cái hông, chúng ta ít khi để ý cái ngực, chúng ta ít khi để ý đến cột sống, chúng ta ít khi để ý đến khớp gối, chúng ta ít khi để ý đến lòng bàn chân. Chính vì thế chúng ta cơ thể kinh mạch nó chạy từ trên xuống dưới, ví dụ như là cái mạch chúng ta đấy là mạch đốc, đúng không ạ? Nó chạy từ cái ở cái xương cụt, đúng không ạ? Trường cường nó chạy lên trên, và các kinh dương nó chạy từ cái ngón chân út, ngón chân áp út, đúng không ạ? Và cái các cái ngón chân ấy nó chạy lên trên. Thế chính vì thế chúng ta phải thư giãn toàn bộ cơ thể thì nó mới thông được. Chúng ta cứ thư giãn được mỗi cái đầu, còn lại tay thì cứng, ngực thì cứng, người cứ lệch lạc hết thì chứ chả có tác dụng gì cả. Đấy, chính vì thế mà cái môn mà chăm sóc sức khỏe chủ động bằng y học cổ truyền này, hồi xưa các cụ tổ tiên dùng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nó cứ mai một đi, bởi vì chúng ta cứ bỏ đi những cái tinh hoa của nó đi. Chúng ta cuối cùng nó mất sạch đi, chả còn cái gì cả. Mà đáng nhẽ là rất là hay thì lại chúng ta lại bỏ quên mất. Đấy, nó rất là phí phạm. Đâm ra là cái giới trẻ bây giờ hỏi trong đầu có cái gì, khi tay bạn chạm vào đây là dưới đây là cái gì, chả biết là cái gì cả. Chả biết trong người mình có cái gì cả. Đấy, đâm ra không biết trong người mình có cái gì, không biết dùng. Không biết dùng thì dùng kiểu phá hoại. Xin lỗi, phải dùng từ phá hoại. Các bạn trẻ mình thấy rất là tiếc, rất là hay phá hoại. Đấy, phá hoại ở đây là mình dùng cái từ đấy để mà nói về cái sự lãng phí. Vì bố mẹ chúng ta cho một cái cơ thể rất là tuyệt vời, nó tự sửa chữa, nó tự làm việc rất là tốt, mình cứ suốt ngày mình phải dùng tìm cách để làm cho nó kém đi. Ngủ thì đêm này, thức đêm này, rồi mà tắt hết đèn đi thì dùng điện thoại này, lên trên giường cũng cầm điện thoại này, nó cứng hết cả cổ vai gáy đi, máu lên não nó còn đâu nữa, mà não nó chả đờ hết cả ra, xong rồi tương tương một đống các loại thuốc nọ thuốc kia vào tăng máu não, mà cơ thể nó cứ lệch lạc, người nó máu nó không thông thì thuốc nào đến được. Dùng thuốc, cái thuốc gì nó có, thuốc hay thực phẩm chức năng hay cái gì đó, nó có cái vai trò của nó, nhưng mà nó phải đến được nơi, muốn đến được thì máu nó phải lưu thông.
Bây giờ kể các bạn cứ thuốc đông trùng hạ thảo đến bao nhiêu mấy trăm triệu hay bao nhiêu đấy, đắt ơi là đắt, nhưng mà nó cứ đứng ở ngoài cửa thôi thì được khoảng vài tiếng nó thiêu thôi, trong thức ăn ấy đồ rất là ngon mà không ăn thì nó phải thiêu thôi, nó phí vạn đi, thế nó vừa lãng phí tiền lại vừa lãng phí sức khỏe, rất là phí vạn. Nên là đấy là nhân cái này là phải chia sẻ ngay, bởi vì là gặp nhiều rồi đấy, suốt ngày kêu mà hỏi có biết gì không, chả biết gì đấy. Còn các bác có tuổi thì ở đây cũng nhiều bác có tuổi thì thôi cứ cứ làm thôi ạ, và mình cứ triển khai thôi đấy. Cháu đây là cháu đang nói về các bạn trẻ thôi, còn các bác thì không dám nói, vâng vì các bác nhiều kinh nghiệm rồi. Thưa Kinh nghiệm bác sĩ mấy Lê người Hải rằng là tôi mải làm quá và đầu của tôi đã rối mù rồi, tôi kệ đấy, không ra đâu chị ạ, nó kệ. càng thông mà, bởi vì là chân tóc nó thư Dạ giãn vâng ạ. Thực tế là quá trình tôi làm thì cũng như bác sĩ nói đấy, thì cũng để cái tư thế ngay ngắn này. Tôi đang muốn tua lại một tí để quý vị khán giả mà ai đó cũng thông. đang chưa rõ chính xác thì cũng có thể nhìn lại cái quá trình ạ. Hông ngay ngắn, chân tiếp đất, thẳng lưng này và tâm thế tốt, tay chúng ta để đúng vị trí, nhưng mà tránh đừng để tay quá mỏi chúng ta có thể nghỉ này. Và có một điều tôi thấy rằng là nếu tôi nhắm mắt lại tôi thấy tập trung hơn, tôi được cảm nhận tốt hơn. Nếu mình nhắm mắt lại thì có ổn không ạ, thưa bác sĩ? Làm thế nào tâm nó tập trung là được hết, nhắm hay Hoặc mở tùy, ai thích nhắm thì nhắm, thích mở thì mở. là tại hôm nay tôi mở mắt ra là trên màn hình tôi chỉ nhìn thấy mọi người, bác sĩ, cho nên nó không tập trung. Đúng rồi, đúng rồi, Dạ nhắm mắt vâng ạ. lại. Với cả Vâng, thứ hai, tôi mọi nhìn người lại. thấy cái hình nền của Lê Hải thì hôm nay lại chọn cái hình nền tím tím, đó là chính Vâng là ạ, tôi thấy. cánh đồng hoa hoa oải hương đấy, Dạ vâng ạ. oải hương đấy, hoa oải hương là một trong những cái tinh dầu trị liệu đầu tiên Ừ. của được áp dụng trong Tây đấy, nên là mọi người Dạ có thể vâng kết ạ. hợp với tinh dầu oải hương nhá. Tinh Mua dầu oải đâu hương mua thì hiện tại ở Việt Nam đã lavender bán đấy, rồi đúng không bác sĩ? Lavender. dạ Lavender thì phổ lavender biến đấy, nhiều nhất ở Pháp, nhưng ở Việt Nam, ở Đà Lạt đã trồng được rồi, có đúng không ạ? vâng nó cũng có hoa khô ấy, cái thứ đấy Ừ. mua đâu mua nó cứ tự nhiên là được. Ừ. Dạ vâng ạ. Thì là hôm nay là chủ đề đấy, thì lấy cái màu tím hoa hải hương này là cho mọi người nhìn cho nó dễ chịu. Đấy là một trong những cái mà nó có nhiều phương pháp trị liệu, nó màu sắc trị liệu color healing ấy. Nó rất là nhiều các cái kỹ thuật trị liệu khác nhau, thì mọi người có thể kết hợp với một bản nhạc, cái động tác vừa rồi á, động tác vừa rồi chúng ta có thể làm lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Ví dụ như là cái lúc mà chúng ta bị stress trong đang đang làm việc máy tính này, hoặc là đang kiểu cần thư giãn này, hoặc là sau khi tập những cái bài tập luyện hay là cái gì đấy đúng không ạ, chúng Vâng ta ạ. đang bật nhạc nhẹ nhẹ lên, có thể là chấm một chút tinh dầu oải hương vào cái cườm tay này này đấy, chấm chấm ít vào Ừ. đây đúng không ạ, chúng ta cứ cứ làm như thế thì nó sẽ giúp cho cái thư giãn. Vì Lê Hải cũng dạy rất là nhiều các cái spa nên là rất là thích những cái công nghệ mà kết hợp giữa màu sắc, ánh sáng, hương thơm, rồi các cái phong cách decor các thứ rất là hay. Đấy. Thì đấy là cái rất là hay. Mọi người hôm nay đi học thì nhìn lên cái màn hình này á, nhưng mà đau đầu cũng một phần nữa là cái tâm trí nó rối loạn, tâm trí rối loạn bởi vì cái không gian của mình nó rối loạn. Dạ vâng ạ. Đấy. Nên là khi Tôi mà hiểu ạ. làm Vâng. job các thứ, chúng ta phải cần cái không gian của chúng ta nó phải gọn gàng, thì chúng ta cái các cái thứ đập vào mắt chúng ta ấy, nó không bị rối loạn cái mắt của chúng ta lên. Đấy. Đấy là những cái mà chia sẻ thêm thêm một chút mà quan trọng Dạ vâng ạ. lắm, đúng không? Vâng, cái vòng ngoài thôi nhưng cũng quan trọng. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, Vâng. như từ đầu chương trình tôi có nói rằng là quá trình quý vị bật camera lên và thực hành ấy, thì chúng tôi cũng bộ phận chuyên môn của VMC cũng có quan sát. Vậy thì ngay sau đây tôi xin phép được mời bác sĩ Nguyễn Thị Thùy, bác sĩ y học cổ truyền phụ trách giám sát chuyên môn và thực hành của Trung tâm VMC Việt Nam. Thì bác sĩ có thể có đôi lời nhận xét về phần thực hành của quý vị khán giả trong thời gian vừa qua không ạ? Xin mời bác sĩ Nguyễn Thị Thùy ạ. Sau khi bác sĩ Nguyễn Thùy chia sẻ thì chắc là chúng ta sẽ xin phép mời bác sĩ Lê Hải sẽ hướng dẫn tiếp một số cái động tác nữa, làm thế nào để tập trung vào cái phần day ấn huyệt đau đầu, được không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng và xin chào bác sĩ Lý Hải ạ. Thì thực ra là cái động tác vừa rồi nó cũng rất là dễ, nên là Vâng. các cái lưu ý thì bác sĩ Hải cũng đã nói hết rồi. Mà có ví dụ như là có chị, tuy nhiên là có chị, ví dụ như là chị Loan Nguyễn ấy, thì chị lại nằm võng để chị thao tác. Thì mình chú ý là mình ngồi thẳng rồi là tư thế ngay ngắn một chút. Còn lại thì
Em không có nhận xét nào đâu chị chắc là bởi vì là tức chiều là mọi thì người là tốt có phải làm hôm nay sẽ đem đến cho mọi người một số những cái huyệt vị nó rất là đặc hiệu cho cái việc đau đầu, thì chắc là sẽ dành thời gian để bác sĩ Hải chia sẻ về cái huyệt vị luôn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thủy ạ. Vâng. Ơn chị. Ok rồi, chị An cứ cứ tiếp Vâng tục ạ, đi. không, sau đây chúng tôi xin mời bác sĩ Lê Hải đấy ạ. Vâng, có thể chia sẻ thêm một số cái huyệt nào đó mà tác động bổ trợ thêm trong quá trình chúng tôi bị đau đầu ấy ạ. Vâng. Thì trong cái vừa rồi á, là chúng ta từ cái đây này là chúng ta đi ra làm sao đúng không Vâng. ạ, chúng ta có một cái ở đỉnh đầu đó chính là cái huyệt bách hội đúng không ạ, huyệt bách hội rất là Vâng. quan trọng đấy. Thì với cái huyệt bách hội này này đó thì mọi người có thể là một trong những huyệt rất là hay bởi vì nó tác động chính ngay dưới huyệt bách hội chính là vỏ đại não của chúng ta đúng không ạ, nơi mà chúng ta có rất nhiều tâm tư tình cảm suy nghĩ các cái hoạt động cao cấp học tập và ghi nhớ rồi phân tích nó kia đúng không ạ. Nên cái huyệt bách hội á thì cái chỗ đường đi qua đấy, đây để Lê Hải bật cái huyệt bách hội lên đúng không ạ, thì đây là cái huyệt bách hội nó ở giữa đỉnh đầu của chúng ta đúng không ạ, chúng ta gấp cái tai lại đúng không ạ, mọi người có thể là sợt trên mạng cách tìm đúng không ạ, và cũng Lê Hải nói nhiều về cái huyệt này rồi đúng không ạ. Đó là cái chúng ta có thể là chà hoặc là day ấn cái huyệt này đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đau đầu nó sẽ đỡ đi. Và có một cái lưu ý là khi mà chúng ta day ấy, chúng ta sẽ phải tìm cái chiều day đúng không ạ? Chúng ta sẽ có kiểu xoay thuận chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, hoặc là chúng ta ấn mạnh, hoặc là chúng ta chà 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 thế nọ thế kia, thì chúng ta có thể làm bất kỳ cái động tác gì nhưng mà chúng ta phải cảm thấy là thoải mái và dễ chịu thì chúng ta làm. Chúng ta có thể làm thế nào cũng được đúng không ạ? Thì cái chăm sóc sức khỏe chủ động là gì, là chúng ta phải dựa trên cái cảm giác của mình như này, cảm giác của chính chúng ta đấy, chúng ta thấy thoải mái, chúng ta thấy dễ chịu và chúng ta tự tin với cái động tác của mình, tự tin với cái cảm giác của mình là chúng ta triển khai thôi đúng không ạ, là chúng ta làm đấy. Thì đấy là cái rất là quan trọng. Thì cái huyệt bách hội này nó rất là hay và ở đây có mấy bạn hỏi về huyết áp thấp hay huyết áp cao ví dụ thế, thì khi có huyết áp thấp huyết áp cao mà gây đau đầu ấy, chúng ta dùng cái huyệt bách hội rất là hay. Tất nhiên là chúng ta đầu tiên chúng ta cào làm cái động tác massage nhá, dọc cái mạch đốc này, sau đó chúng ta dùng cái huyệt bách hội đây này đúng không, trong đó chúng ta sẽ nói về cái huyệt ấn đường ở đây và cái huyệt ế phòng ở đây, thì từ từ sau thế thì chúng ta sẽ day xoay ấn xuống này, ấn mạnh hoặc là ấn nhẹ tùy cái trạng thái của chúng ta. Ví dụ như huyết áp thấp ấy, thì chúng ta thích ấn nó sâu một chút này, chúng ta thích ấn xoay thuận nhiều cây đồng hồ này đấy, thì chúng ta thấy cái bệnh của mình nó sẽ tự quy định cái cách chúng ta làm. Hoặc người huyết áp cao tự nhiên chúng ta sẽ không thấy nó cần phải ấn, chúng ta sẽ thích day ngược chiều cây đồng hồ như kiểu là chúng ta cái động tác mà vặn cái ốc vít ấy đấy. Huyết áp thấp thì là chúng ta cần nhiều năng lượng, mà cần nhiều năng lượng chúng ta phải cho thêm vào là chúng ta phải vặn vặn ốc vít vào đúng không, thuận những cái đồng hồ. Hoặc là huyết áp cao muốn xả nó ra thì ngược chiều kim đồng hồ ví dụ như thế. Người huyết áp cao thì lưu ý cái việc thái xung nữa nhá đấy, cả cái phong trì đấy, còn vì xem trên cửa sổ chat có người hỏi mình trả lời luôn đó. Thế thì tiếp theo ấy là một cái việc nữa là cái động tác mà kết hợp với cái việc ế phong, thì động tác tiếp tục ở đây. Nhàng thấy video chưa? Đã thấy rồi ạ. Vâng. Thế Hải sẽ chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ Chị nghe được tiếng không? Mình nghe được rồi, nhưng mà xin phép là mình sẽ nhắc quý vị là quý vị ơi, quý vị tiếp tục bật cam lên và hãy nhìn theo những cái video của bác sĩ chia sẻ này, chúng ta thực hành theo nhé. Vâng ạ. Vâng. Sử dụng đầu ngón tay của chúng ta, các đầu ngón tay của chúng ta sẽ cao ở bên đầu đúng không ạ? Các bạn từ từ nhấc tay lên, hãy nhớ tiêu chuẩn của chúng ta, hai vai thả lỏng, cổ tay chúng ta giữ tự nhiên, đầu ngón cái chúng ta sẽ chạm vào vùng sau dái tai, từ từ vươn thẳng các ngón tay lên đó, thư giãn thoải mái thả lỏng, đưa từ trước ra đằng sau, cổ tay ngón tay không vặn vẹo như thế này, chúng ta không kiểu vặn vẹo này, chúng ta giữ nguyên tay nhé, như này các bạn nhìn động tác nhé, chúng ta giữ nguyên tay. Lê Hải không di chuyển cái cổ tay, các bạn để ý này, mà chúng ta sẽ giữ nguyên tay đưa ra sau, cả cánh tay di chuyển cùng cổ tay và các ngón tay. Nhiều khi chúng ta cao đầu thì chúng ta cứ như này, chả có một tác dụng gì hết. Lê Hải phải nói luôn, nó không có một tác dụng gì hết ngoài tác dụng trên bề mặt da thôi.
Bởi vì sao? Chúng ta không đúng tư thế, chúng ta không ngay ngắn, kinh mạch không thể nào thông được, chúng ta chỉ có mỏi tay thôi. Các bạn sẽ nhận ra là gì? Hình như ngón cái chúng ta đang ấn vào vùng lõm này một cách nhiều hơn. Đó chính là cào đầu kết hợp với day huyệt. Đây là huyệt ế phong này, ở ngay sau tai của chúng ta ấy. Nhá, mọi người thấy đây là huyệt ế phong này, ngay sau cái tai của chúng ta. Đó. Đây là cái đường ra của cái dây thần kinh số 7 đấy. Đấy, dây thần kinh số 7. Đó. Vì khi mà chúng ta trong một trong những nguyên nhân của đau đầu là chúng ta liên quan đến dây thần kinh sọ, trong đó có dây thần kinh số 5. Số 5 là dây thần kinh, mọi người có lẽ là ở đây có ai đau đầu mà đau dây thần kinh số 5 mới khủng khiếp lắm. Có người nhổ nhầm răng, có người mà mắt rồi đau đầu kinh khủng lắm, dây thần kinh số 5 ấy. Ở đây số 7 là liên quan đến các cái vận của cơ mặt. Đấy. Nhưng mọi người mà liệt thần kinh số 7 đấy hay bị méo miệng ấy. Đấy, vận động và cảm giác ở cơ mặt. Thì mọi người nhớ là chạm cái tay cái á, sờ cái dái tai, ngay sau dái tai có một cái rãnh nhỏ nhỏ, thì cái rãnh đó các bạn chạm nhẹ nhẹ nhưng nó rất là nhạy cảm, ấn mạnh và nó buốt đấy đấy, thì chúng ta ấn vào đó. Và cái huyệt ế phong này cũng làm cái rất là hay, ở ngoài cái việc mà chia đau đầu, nó sẽ giúp cho cái động tác của chúng ta, thì động tác chúng ta kết hợp giữa ế phong và cái chải mặt bên này này, nó liên quan đến kinh đởm. Đởm thì nó liên quan đến các cái chuyển hóa mỡ, nó liên quan các cái mạch bạch huyết. Đấy, huyệt ế phong là một cái tụ điểm của các cái dòng mạch bạch huyết ở trên mặt này, nó sẽ giúp làm sạch cái da mặt của chúng ta. Vậy thì vừa được làm sạch da mặt, chúng ta lại vừa được làm thông cái vùng đầu. Và đặc biệt những ai mà hay đi gió máy, đội mũ bảo hiểm, đội một nửa đầu ấy, hay bị gió cứ thổi phù 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 bên này đấy, hoặc là ai cũng có hỏi là hay bị đi thời tiết lạnh nhất thay đổi đau ấy, thì hãy động tác này cực kỳ hay, hai cái động tác này làm đều, và động tác cào thẳng ấy nhá, và cái động tác ở kết hợp với ế phong và chải bên đầu này là động tác rất là hay. Thực ra lý giải là phải nghiên cứu rất là kỹ rồi mới chọn cho mọi người những cái động tác nó thú vị để mọi người áp dụng cho nó hiệu quả. Đấy, thì chúng ta được mặt giữa rồi, chúng ta sẽ được cả mặt bên nữa. Rất là thú vị. Ừ. Một cái huyệt ế phong là một cái huyệt mà giúp chúng ta phòng ngừa. Bạn Hiền Lê Đấy, này có bảo đang là đau đang đau đầu đầu động một tác lúc này này đỡ đỡ hẳn. hẳn. Tuyệt vời quá. Vâng. Thầy ơi sao em ấn vào huyệt ế phong thì nó ho mạnh nhỉ? Huyệt ế phong thì nằm trên đường kinh tam tiêu. Kinh tam tiêu nó ba cái vùng nóng ở trước trong người này. Đấy, nó liên quan đến immune system, tức là cái hệ miễn dịch của chúng ta ấy. Thì đó thì nó sẽ kích hoạt những cái hệ thống, nó làm ấm và nó đẩy những cái đờm, những cái thứ ra ngoài. Nó kết hợp với cái huyệt mà du phủ rất là hay, Thái Uyên ở những cái bài trước rất là hay. Nên bạn nào mà theo dõi những cái chương trình này từ đầu đến cuối ấy, cũng được mở kiến thức ấy, mà cũng nhiều đồ để chơi lắm đấy. Đồ chơi tức là gì? Tức là cách để chăm sóc cơ thể ấy, rất là thú vị Vâng. luôn. Dùng huyệt đạo thì nó rất là thú vị ở chỗ là dùng nặng được, chỉ có mỗi cái là mình lúc đầu mình không dám dùng là bởi vì mình không có hiểu hoặc là mình sợ thôi, nhưng mà phân tích kỹ này thì chả thấy sợ gì cả, Dạ hiểu vâng ạ. rồi không sợ được thì dùng thôi chứ còn gì nữa, đúng không? Mà hồi xưa các cụ mình dùng suốt rồi. Chẳng qua mấy chục năm lại đây là chúng ta cứ quen những cái trào lưu mới, chúng ta ít thấy những cái gì truyền thống là thú vị, hoặc là không ai giải thích những cái tính khoa học của truyền thống cả. Y học truyền thống này chúng ta cứ thấy là ôi thế nọ thế kia, mà thực ra nó tiết kiệm được rất rất là nhiều thứ cho gia đình đấy. Đây này, em ấn vào huyệt ế phong nhưng không phải thế phong nhé. Ế, dạ vâng ạ, các bạn lưu ý Vâng, ạ. không bạn loại thế thế bằng mảnh tay nắm rực, Ừ. thôi cứ triển thôi, nó sẽ có nhiều biểu hiện lắm nhá, Vâng. Thì nó tiếp tục có làm rất thôi đúng không nhiều, ạ? cứ thế mà triển khai thôi. Huyệt ế phong nằm đây này, huyệt ế phong nằm góc này này, đây này mọi người thấy này, tai này nhá, tai đây đấy, huyệt ế phong nằm góc này này đó, huyệt ế phong đấy đây này, mạch rất là to Vâng. này đấy. Còn phong trì nằm đâu? Phong trì nằm góc này này đó, phong trì nằm đây đây này, cái góc này này đấy, mà có cái động mạch như này đấy. Mạch đốc là cái gì? Mạch đốc là nó có cái đường này này, nó có cái tĩnh mạch này. Chờ đợi đấy. Đây mọi người thấy này, đó các cái đường rãnh giữa ở sọ này đấy, hai cái xương sọ nó nối với nhau ấy, rãnh này này đấy. Đây là mạch đó. Vâng. Ừ, đây là cái mạch đốc của chúng ta ấy. Đấy, trong này Dạ. nó có cái tĩnh mạch nó chui vào đây này, nó rất là hay. Ra nhiều Hình khi dung đây mang lắm này rồi ạ.
Mọi người thấy không, cái tĩnh mạch nó chạy trong đầu này, thấy chưa, nó cũng dọc này, đúng cái mạch đốc mà chúng ta chảy này Dạ vâng ạ. đấy, nên phải nói này mới hiểu cái vấn đề đấy. Dạ vâng ạ. Đây, trong này này, cái mạch đây này đấy, nhìn ở vòm sọ này đó. Vâng ạ. Thưa bác sĩ Vâng. là thời lượng chương trình cũng không còn nhiều đâu ạ, mà chúng tôi muốn là ít nhất là bác sĩ có thể dạy chúng tôi được cái huyệt ấn đường nữa được không ạ? Vâng. Sau đó thì xem câu hỏi quý vị nào có câu hỏi gì mà khá Triển là quan khai trọng đúng cho không? thầy thì chúng Vâng, ta sẽ trả lời tiếp. đấy nhá, thì mọi người Chúng đấy ta chỉ nhá. còn có 12 Vâng, nhưng mà còn ít thì cũng phải giải thích kỹ, học hành nó phải tới nơi tới chốn, không chơi Dạ kiểu học vâng u cà cạt ạ. rồi ấy chết à đấy. Chỉ dạy bác sĩ vất vả thôi chứ chúng tôi sẵn Vâng, sàng. đây có video nói hộ rồi, em không phải nói Vâng, nữa. Ok, mọi người tiếp tục đến huyện ấn đường nhá, mọi người thì thấy cùng tiếp tục video thực hành chưa? theo bác sĩ nhé. À, theo của cái việc mà chăm sóc khi mà đau đầu ở vùng trước trán ấy, đó là huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường thứ nhất là các bạn nhìn trên hình ảnh này, đó là ở giao giữa hai cái lông mày của chúng ta ở ngay giữa trán đây, đúng không ạ? À, người Ấn Độ hay có một cái chấm ở đây này, cái này chấm đỏ ở đây, đấy thì là huyệt ấn đường đấy. Rồi còn luân Yoga thì gọi là con mắt thứ ba, hay là luân da sáu ở đây này. Thì đây nó có một cái khe ở giữa này, các bạn sờ sờ vào các bạn sẽ thấy cái khe này, thấy không? Thấy thấy cái khe Có thứ này ạ. có nó ở giữa trán của chúng ta đấy. Nhiều khi chúng ta cứ cau mày á, nhíu mắt Vâng. đi, cau mày nhíu mắt đi làm việc ấy, nó Vâng. căng thẳng nó làm nó bó cái huyệt này lại. Thì cái huyệt này á, chúng ta sẽ bấm thẳng lên trên đấy, chúng ta có thể dùng ngón trỏ chúng ta bấm hướng hướng thẳng lên trên đấy, hướng lên trên này, này. Đó, hướng như này, ngồi ngay ngắn thoải mái này, các bạn ngồi ngay ngắn thoải mái nhé, ngồi ngay ngắn thoải mái, lòng vai này, lòng hông này, thu cằm này đấy, lại thư giãn cơ thể lại này đấy. Đấy thì cái vùng này là đau đầu để ăn bao lâu, để ăn khi nào cảm thấy thoải mái dễ chịu thôi đấy, là nguyên tắc chung thôi nhá. Thì các bạn cứ thao tác như thế thành công là chắc chắn rồi. Xin chào các bạn. Vâng, chị Hằng thấy cái huyệt ấn đường nhá, Dạ mọi vâng, người có tôi thấy thể ngay ạ. À. Vâng, nhưng mà tại vì ai hôm nay ai tôi cũng không nghĩ đau vào đầu đấy, đâu, cái nhưng việc mà tôi cảm thấy đang thư giãn rất là nhiều. Vâng. mà cái huyệt này nó còn có cái buồn ngủ cơ, nó ấn xong là có khi đi ngủ luôn, còn không chào được nhau, đóng máy luôn. Tôi Chào không bác sĩ em đi ấn ngủ nữa. đây. Tôi phải đảm bảo chương trình tôi không Đấy, công nhận luôn ấn. này. Ấn vào luôn, ngủ đang quay luôn, bởi vì cái huyệt này Buồn á, ngủ quá. cái huyệt này nó thông với một cái tuyến rất là quan trọng, nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là tuyến Vâng. yên. Tuyến yên là cái tuyến mà ở trong não này, thẳng cái này ra này, thẳng cái huyệt này đi vào Vâng. trong một đoạn là tuyến yên, đi vào sâu ra gáy ấy, là cái tuyến tùng là melatonin đấy, là buồn ngủ luôn. Mà ai đang bị stress, căng thẳng, mệt mỏi các thứ ấy, bởi vì cái tuyến yên này phải điều khiển anh em, điều khiển anh em nội tiết mà, điều khiển mệt mỏi lắm, bây giờ nó hết cái nọ cái kia, bây giờ ấn vào cái nó được thư giãn một cái đấy, bằng một cách nào đó nhá. Nếu mà hệ kinh lạc thì giải thích rất là dễ đấy, mà Tây y thì người ta rất là khó giải thích kiểu này, nhưng mà nó logic với nhau những cái tuyến như thế thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta kiểm soát cái đau đầu. Vậy thì trong cái buổi hôm nay nói gì, tăng máu lên não, có phòng trì, mọi người nhớ nhá, rồi thì giảm đau đầu chung, đau đầu do nhức răng, đau đầu do viêm choang, đau đầu do dị ứng đúng không ạ, dị ứng viêm mũi, dị ứng viêm choang đúng không ạ, thì có thể là hợp cấp đúng không, đau Đúng rồi đầu ạ. do gọi là do máy viết các thứ thì phải kết hợp với ế phong, ế phong một cào cào Vâng. này này đấy, Em không. hoặc là đau đầu do stress căng thẳng thì có cái cào này, stress căng thẳng là dương mà, dương thì mình phải cào này để cho thông mạch đốc đúng không ạ, và ấn vào huyệt ấn đường này này đó. Thì đấy là những cái mà Lê Hải nói, có một đấy là như thế thôi, còn bây giờ đau đầu do thiếu ăn thì phải ăn nhiều vào, thiếu máu thì phải tối trước khi ngủ uống cốc sữa, biết sao được giờ, hoặc là nhà không có tiền mua sữa thì uống cốc nước ấm cũng được, hoặc uống nước đường gluco ấy. Không, Và đang nếu nói quý thật vị đấy. nào mà có nguyên nhân đau đầu đặc biệt mà không thể open day thì quý vị cứ hãy để lại số điện thoại trên ô chat đi rồi liên lạc riêng với chúng tôi thì nói riêng chúng tôi trả lời ạ. Dạ vâng. Nhiều bạn nó cũng ngáp ngáp rồi đấy. Ừ. Vâng. Buồn ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ. Hiện tại thì cũng còn một số câu hỏi nữa. Vâng, tôi sẽ xem câu hỏi nào nó sát sườn với chủ đề của chúng ta nhé. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ nhé. À, thêm một cái nữa này, mọi người mà ho ho nhiều đau đầu ấy, đêm ho nhiều đau đầu khó chịu lắm. Đó. Cái này nói rất là nhiều ở mấy cái chủ đề mà sức đề kháng với cả tăng sức đề kháng với cả gì đấy, tăng cường hô hấp rồi đấy, để phục vụ cho anh em covid rồi.
Đấy, thì là có huyệt Thái Uyên này, huyệt Du Phủ này, đây này, để mọi người là nhớ lại, học phải ôn đi ôn lại mới nhớ được. Vâng Để ạ. tăng cường sức sức đề kháng á, huyệt Hợp Cốc thì nói đi nói lại nhá. Bầu không được bấm mà lúc mà muốn đẻ thì bấm. Huyệt Du Phủ rất là hay nhá. Ví dụ đêm Vâng. hò họ kia, kể cả trẻ con thế. Trẻ con ấy đêm nó cứ ho hiếc nhiều quá ấy, thì là xoa xoa nó vào đây này. Đấy. Và hai cái chỗ mà huyệt Du Phủ thì nói rồi, đấy buổi 2. Đấy. Tiếp tục như là buổi 3 này có cái huyệt Thái Uyên cũng rất là hay, cũng làm giảm ho rồi long đờm những thứ, nó sẽ dịu làm dịu cái hệ hô hấp của mình lên đó. Và hệ hô hấp thì đừng bao giờ quên cái huyệt, là cái huyệt ở buổi này cũng là hệ hô hấp đấy, rất là hay, nối với nhau huyệt khí hải vị tận dụ đó. Thì mọi người bảo hay là em bấm tắt mà thì bấm tắt thì là dưỡng sinh, cái gì cũng khỏe luôn đấy, đấy nhá. Thì là chia sẻ như thế, cái gì nó cũng phải có cái logic lại với nhau, học hành nó phải có cái tới như thế thì nó mới hiểu được. Dạ vâng ạ. À, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ Vâng. là có một số câu hỏi không đặt ở đây bởi vì chương trình chúng ta đang live trực tiếp trên Facebook nữa ạ. Có một vị khán giả đặt câu hỏi rằng là thưa bác sĩ, rối loạn tiền đình và đau đầu có liên quan với nhau như thế nào ạ? Vì em cũng hay bị đau đầu kèm theo chóng mặt. Nhiều lúc em đã làm mọi cách như là nằm xuống nghỉ ngơi hay là uống thuốc bổ nhưng cũng chỉ cải thiện được một phần thôi. Bởi vì em biết đấy chỉ là biện pháp tạm thời. Thì bác sĩ có cái lời khuyên nào giúp em để em có thể cải thiện tình trạng này theo cách lâu dài được không ạ? Vâng, xin mời bác Vâng, sĩ có lâu thể chia sẻ dài. câu hỏi này. Dạ. Vâng, ăn chơi luôn. Thế thì còn mấy phút nữa giải thích cái đoạn này nhá. Vâng ạ, giải Thì thích bây lâu dài giờ cái luôn. đoạn này này, thì bây giờ ấy là cái cơ thể chúng ta ấy, thì cái não chúng ta có mấy phần thôi, trong đó có một cái phần quan trọng là cái phần tiểu não này, nó kiểm soát cái hoạt động combine, tức là nó phối hợp các cái thông tin về các cái động tác của chúng ta để biết chúng ta tư thế thế nào. Hay nó thiếu máu lên não nhá, thiếu máu lên não là nó sẽ gây ra là cái vấn đề về 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 đau đầu chóng mặt. Đây, để lấy cái này ra. Chị đang nhìn thấy cái này chưa? Dạ vâng, thấy rồi ạ. Đây này, cái tiểu não này. Thì khi mà cái vùng tiểu não đây, nó nằm ở ngay đây. Đấy, nằm ngay sau gáy này. Đấy nhá, cái vùng chẩm này. Đó, đây cái tiểu não này. Đấy, cerebrum này. Cerebellum này. Đấy, cái tiểu não đây. Đấy. Thì đầu tiên ý, cái tư thế các bạn rất là ngay ngắn, đúng không? Nếu bạn uống thuốc rời, bạn không ngay ngắn thì vẫn thế thôi, đúng không ạ? Thứ hai ý, là làm sao các cái lớp cơ ở xung quanh như này nó phải mềm ra, tức là cơ ở vùng cổ vai gáy nó phải mềm ra. Đấy, mình trả lời nhanh như thế để bạn hiểu. Tiếp theo nữa là cái hệ thần kinh, cái tủy sống của chúng ta nó chạy từ đây, central đây, hai tờ đây, đấy là cái tủy sống đây. Thì cái cột sống của bạn đây này, đây nhá, đây là tủy sống, nó bám theo cái đường cong sinh lý cột sống mà, thì cái cột sống của bạn luôn luôn phải ngay ngắn đấy, thì nó mới thông được từ dưới lên trên, đúng không ạ? Bởi vì các cái năng lượng nó thông với nhau đấy, các cái kênh nó thông với nhau đó. Và để cho mọi người hiểu thêm một chút nữa thì cái này chị đang xem được chưa? Dạ được rồi ạ. Cái Hình này spine rất này, đẹp. spine core này, đây là cái thủy giống của chúng ta. Thì đây mọi người thấy này, đây toàn bộ cái thủy giống đây đó, chúng ta có đầu rồi có ngực rồi có thắt lưng các thứ đấy, đúng không? Đó Dạ. thì ở đây mọi người thấy là mọi thứ nó logic với nhau đấy, nó thông với nhau. Chính vì thế là cái dịch não tủy đấy lúc đầu nói đấy, đấy thì chúng ta phải có cái tư thế ngay ngắn, chúng ta phải làm cho thông mạch máu các thứ thì nó bắt đầu nó mới chảy được đấy. Đây các cái mạch máu này nó chảy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đó, nên là cái tư thế rất rất là quan trọng đấy. Thì đấy là thôi thì trả lời được đến thế là hết cỡ rồi, đau đầu chóng mặt như các thứ đấy nhá. Thì thôi cứ cứ cố gắng bấm huyệt thôi, cứ phong trì rồi thì tóm lại là mấy buổi trước học gì thì làm tất đấy, không đỡ Dạ phải vâng học ở ạ. kia, bởi vì là hậu khê thì là thông cột sống rồi, phong kỳ đưa Dạ máu vâng lên ạ. não, Hợp Cốc thì là giảm viêm giảm đau, thư giãn, ấn đường tùm lum, đến đến hôm nay là đến phải học đến khoảng gần chục huyệt rồi, ít ỏi gì đâu, xịn lắm rồi Chính đấy. xác ạ. Tôi Vâng. thấy đến 9 huyệt rồi ạ. Ngày Vâng. hôm nay bác sĩ nhắc đến 9 huyệt luôn. Dạ Đấy thì cứ đi từ vâng buổi ạ. 1 đến buổi là 9 huyệt rồi. Mà Vâng huyệt ạ. nào cũng giải thích rất là kỹ lưỡng các thứ. Dạ Hồi xưa Lê Hải học trường y không được giải thích thế này đâu, bởi vì là vâng không biết học ạ. cho đông y thì hiểu bóng mắt. Vâng. Đấy, đông y thì phải Thưa giải bác thích sĩ dài dòng là lắm. Ừ.
Thực tế là chủ đề hôm nay tôi thấy rất là tuyệt vời ạ. Hôm nay tôi dẫn chương trình mà tôi cảm thấy rất là sảng khoái. Vâng ạ. Bạn Thưa bác thông sĩ báo là hiện tại thời lượng chương trình tuy gần hết, còn 3 phút nhưng mà bạn Mỹ Ái, bạn ấy giơ tay rất là nhiều. Và tôi cũng đọc được đoạn chat của bạn Mỹ Ái trên đây rồi, đúng chủ đề đau đầu. Thì bây giờ xin phép là tổ kỹ thuật có thể bật bật mic và bạn Mỹ Ái có thể chia sẻ về cái câu hỏi của bạn được không ạ? Xin mời tổ kỹ thuật ạ. Bạn Trần Thị Mỹ Ái ạ. Dạ, bác sĩ cho em hỏi, em bị đau đầu lúc ngủ á, chứ còn lúc mới thức dậy nha. Đau sau gáy á, đau kinh khủng luôn. Nó đau mà nhiều khi nhấc cái đầu không nổi, nhấc lên nổi, không hiểu tại sao. Bạn Mỹ Ái ơi, bạn ở Hồ Chí Minh à? Dạ, à đúng rồi chị. Mỹ Ái ở Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thôi ở đâu cũng được, dạ, Bắc rồi. Nam rồi, đối đoạn nào quan trọng hết. Thế thì này, cái đấy thì bạn phải rất là xem kỹ cái tư thế ngủ của bạn và cái cột sống cổ của bạn ấy. Cột sống cổ này. Em ngủ ngay ngắn lắm. Cột sống cổ ấy. Dạ. Yeah. Cột sống cổ nó cao không? Dạ không, không sao, em ngủ ngay ngắn lắm mà. Em ít có lăn lắm. Cột sống cổ sao không, chứ ngay ngắn thì chắc gì nó đã đúng đâu. Ý là như thế. Ý là cái vùng cột, cái vùng cột sống cổ rất là quan trọng. Hiểu không? Yeah. Vùng cột sống cổ rất là quan trọng. Tất nhiên là cái chủ đề đầu nó còn nhiều những cái khác nữa, ví dụ như là có cái gì ở trên đầu không, hoặc là trong đầu có cái gì không, nhiều chuyện lắm nhá. Nhưng mà cái quan trọng là bạn cứ áp dụng thôi. Thì chúng ta gặp ở đây, nhưng mà có thể là kết nối qua VMC nhá, bạn có thể hỏi thêm những cái thứ. Nhưng bạn cứ áp dụng những cái gì mà hôm nay đã hướng dẫn, những cái động tác massage, những cái động tác huyệt đạo và những cái buổi trước đây nữa, mình nghĩ là bạn sẽ cải thiện được nhiều đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là thế này này, nếu như nó không thuộc loại phải đi cấp cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Bởi vì sao chúng ta xử lý được? Bởi vì cơ thể chúng ta tự xử lý. Chúng ta dùng huyệt đạo, chúng ta dùng massage chỉ là để tạo điều kiện cho cơ thể chúng ta tự xử lý. Ý là như thế thôi, đúng không ạ? Vì thay vì chúng ta có mặc cho một cái phương thuốc hay một cái gì đó, thì bây giờ chúng ta chủ động thêm chút nữa, đúng không ạ? Để làm gì? Để mà chúng ta tìm thấy được, phát huy ra được cái khả năng tự phục hồi của cơ thể của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có, mà chúng ta không dùng thì phí, không dùng thì phí, thì phí thì thiệt thôi, không biết dùng thì thiệt. Thiệt thân thôi. Mà chúng ta biết dùng thì chúng ta khỏe, đúng không ạ? Chúng ta được hướng dẫn rồi chúng ta nên dùng, đúng không ạ? Phân tích kỹ lưỡng rồi thì dùng thôi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là cái gì chủ động nó vẫn tốt hơn bị động. Chúng ta đi dùng thuốc hay chúng ta làm gì đó nó bị động, tất nhiên nó có giá trị của nó trong cấp cứu, trong cái nọ cái kia rất là giá trị. Nhưng chúng ta cũng có quá nhiều thời gian để chủ động cơ mà. Không, tại sao chúng ta không thời gian chúng ta để mà phát huy những cái chủ động thì nó thú vị. Mà cũng dạy rất là nhiều rồi, bạn xem từ buổi 1 đến buổi này bạn cũng được cổ vai gáy cũng có rồi, ho hùng các thứ cũng có, lưng cũng có, đủ thứ. Dạ. Nhưng mà dùng thôi nhá. Dạ, vâng thì... cảm ơn bác sĩ. Dạ. Công tác tự sửa chữa cơ thể. Xin cảm ơn bạn Ái ạ. Vâng. Dạ. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Rồi. Cảm ơn bạn Ái và cảm ơn bác sĩ Lê Hải. Thưa bác sĩ, vì sao tôi muốn nhắn hỏi bạn ý có phải Hồ Chí Minh không? Bởi vì đó là một tín hiệu rất là đáng mừng với những người làm chương trình như chúng tôi. Để đã chia sẻ với bác sĩ cũng quý vị như vậy. Tức là tôi nhớ là ở một cái số cách đây một tuần là chúng tôi đã được tiếp một vị khách ở trong Huế. Và đến chương trình hôm nay thì chúng ta lại được chia sẻ và giao lưu với một bạn Mỹ Ái ở Hồ Chí Minh. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng rằng là chương trình chúng ta đã bắt đầu lan tỏa ra toàn quốc và có thể vượt xa hơn rồi. Đó là điều chia sẻ bác sĩ và quý vị như vậy ạ. Dạ. một yếu tố các bạn tưởng là rất là nhỏ thôi, nhưng mà thực sự những người làm chương trình chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và trân trọng. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi. Tuy nhiên xin quý vị khoảng 2 phút để chúng ta có thể được kết chương trình và có thể có cái những cái thông điệp của bác sĩ chia sẻ chúng ta được không ạ? Và chúng tôi cũng có thể nhấn mạnh lại với quý vị rằng là còn rất nhiều các câu hỏi của quý vị mà chúng tôi chưa giải đáp hết được. Quý vị hoàn toàn có thể để lại các cái câu hỏi và các cái thông tin trên nhóm chat Zalo của chúng tôi. Chúng ta có một nhóm chat Zalo riêng về chủ đề này đúng không ạ? Và nếu quý vị nào trong chương trình hôm nay mà chưa có được vào cái nhóm chat Zalo đó thì mời quý vị có thể để lại số điện thoại. Vâng, tổ kỹ thuật của chúng tôi sẽ lưu lại và sẽ gọi lại và có thể add quý vị vào trong cái nhóm Zalo đó. Và những cái câu hỏi mà quý vị đã hỏi đây thì chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn sẽ lưu lại, sẽ xin ý kiến của bác sĩ, xin sự trả lời của bác sĩ và sẽ trả lời vào trong cái nhóm chat Zalo đó, cũng như là có thể sau này khi chương trình này đăng lên trên YouTube thì cũng hoàn toàn có thể trả lời toàn bộ các câu hỏi đấy trên các cái comment của trên kênh YouTube đó ạ. Vâng, quý vị lưu ý một điều như thế giúp chúng tôi ạ. Dạ.
Với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Lê Hải về những triệu chứng của bệnh đau đầu thì hy vọng rằng quý vị khán giả đã có cho mình những cái lời khuyên hữu ích để có thể có cái hướng xử lý với những cái triệu chứng của mình đang gặp phải. Và để chúng ta có thể hoàn toàn chăm sóc sức khỏe một cách chủ động hơn, chứ không phải là cứ đau đầu là chúng ta sẽ tự ra ngoài và mua thuốc về tự xử lý với nhau, đúng không ạ? Như bấy lâu nay chúng ta vẫn thường làm. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta đã vừa lắng nghe những câu chuyện này, những cái kiến thức rất là hữu ích này về giải mã các cái triệu chứng đau đầu. Và tôi hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi được gửi tới tất cả quý vị và các bạn, thì hiện tại chúng tôi vẫn nhận được nhiều thắc mắc nữa rồi này. Thì xin mời quý vị chúng ta có thể chat lên ô chat, hoặc là chúng tôi cũng có thể có cái số hotline 0966006643. Quý vị hoàn toàn có thể gọi trực tiếp, cũng như là truy cập vào website vmcvietnam.org của chương trình ạ. Để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ có thể đưa ra cho chúng ta một thông điệp cuối cùng được không ạ? Vâng ạ. Bây giờ cũng đã sắp đến giờ ngủ rồi, thì chúc mọi người là thứ nhất là ngủ thật ngon, vì ngủ ngon là nó không đau đầu, vì lúc ngủ là lúc nó sửa chữa rất là tốt, đúng không ạ? Đấy là rất là quan trọng. Thứ hai là thôi thì cơ thể mình thì nó cũng nhiều cái hay lắm, thì thôi cứ chúc mọi người là khám phá dần dần, nhiều cái thú vị lắm, đúng không ạ? Còn con đường khám phá như nào thì bây giờ hôm nay ai mà chưa xem những buổi trước thì xem, vì mỗi buổi là một con đường để khám phá. Đấy, khám phá để làm gì? Khám phá để sống nó vui hơn, nó khỏe hơn, thế thôi, đơn giản là chỉ là như vậy, đúng không ạ? Thì thôi thì kết là chỉ chúc mọi người ngủ ngon, ngủ sớm, đúng không ạ? Đúng giờ. Đấy, đừng tắm đêm đó, đúng không? Đừng nước đá. Đấy thì lanh quanh bác sĩ chỉ nói được như thế thôi, đúng không ạ? Chỉ giúp mọi người, muốn mọi người khỏe lên thôi. Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, buổi hôm nay thì bác sĩ cũng đã nhắc đến tận 9 huyệt, nhưng mà có một cái huyệt tôi sẽ nhấn mạnh lại với quý vị rằng là cái huyệt hợp cốc cũng có thể ấn khi chúng ta bị đau đầu, nhưng mà đối với tất cả các bà bầu chúng ta không được ấn nhé. Được không ạ? Vâng. Muốn đẻ thì ấn. Lưu ý giúp tôi ạ. Dạ. Muốn đẻ thì ấn. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thông điệp của bác sĩ cũng là cái lời gửi gắm của trung tâm VMC chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị đã dành thời gian tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay ạ. Và trung tâm VMC xin kính chúc toàn thể quý vị, các anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, được bình an, sống khỏe mỗi ngày, và hãy biết chủ động chăm sóc sức khỏe của mình, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra rất là phức tạp như hiện nay ở trong nước ta cũng như trên thế giới ạ. Và tôi hoàn tin rằng với thông tin của chủ đề đau đầu day bấm ở đâu ngày hôm nay đã cho quý vị một cái nhìn chi tiết hơn về cái triệu chứng này. Vậy thì khi chúng ta đã biết rồi, đã hiểu hơn về cái tác hại cũng như các cái biện pháp cải thiện cái chủ đề này rồi, thì với cái câu hỏi day bấm ở đâu hay là khắc phục như thế nào, chắc chắn ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, đúng không ạ? Và chúng tôi rất mong muốn rằng quý vị cũng hãy lan tỏa những cái giá trị này, lan tỏa những cái tình yêu thương này, chia sẻ này với những cái người thân của mình, những cái người bạn đồng nghiệp của mình, để cho mỗi cá nhân chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe chủ động một cách đúng đắn nhất. Và chúng tôi rất là mong muốn có thể gặp lại quý vị trong các số sau của cái chương trình, các chương trình của trung tâm VMC. Và ở các số sau đó thì hy vọng là không phải gặp lại mỗi quý vị đâu, mà chúng tôi sẽ được gặp các đồng nghiệp của quý vị này, hoặc là gặp các người thân yêu của quý vị nữa, đúng không ạ? Dạ. Và nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Quý vị hãy gọi theo số hotline của chương trình, tôi đã nhắc lại rất nhiều lần rồi đấy ạ. Hoặc là chủ động đăng nhập trên website vmcvietnam.org. Và quý vị đừng quên, chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến sẽ được tổ chức đều đặn một tuần một lần. Dự kiến tuần này thứ 6, cũng có thể là thứ 6 tuần tới, hoặc cũng có thể là chủ nhật tuần tới chúng tôi. Nếu có sự thay đổi chúng tôi sẽ báo trên link, quý vị lưu ý nhé. Và chủ đề cho số tiếp theo dự kiến vào ngày 17 tháng 9 sẽ là massage chuẩn spa chuyên nghiệp. Chủ đề này thì tôi nghĩ rằng là các chị em thực sự là rất thú ạ. Vâng, sẽ được phát sóng vào 19:30 dự kiến ngày 17 tháng 9 tới. Và ngay từ bây giờ, nếu quý vị có câu hỏi liên quan, xin mời quý vị và các bạn hãy gửi ngay về trung tâm VMC của chúng tôi để chúng tôi có thể đồng hành cùng quý vị được sớm ạ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Xin chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Chúc tất cả các cô, các bác, các chú ngủ ngon.